xuống hầm gửi xe. Tôi vừa ngồi lên con xe máy quen thuộc của mình thì điện thoại trong túi xách đổ chuông. Cầm máy ra xem thì thấy mẹ Quế gọi đến, liền ấn nghe ngay lập tức. Alo, con nghe đây mẹ. Con tan làm chưa? Con đang lấy xe chuẩn bị về, có chuyện gì không mẹ? Không có chuyện gì đâu, về cẩn thận nha con. Vâng ạ. Tắt máy, tôi cất lại điện thoại vào trong túi xách rồi khởi động xe phóng đi. Trên đường về, thấy có gánh hàng rong bán xoài lắc ngon quá, thế là phải dừng lại mua một túi mang về. Về đến nhà, chưa gì đã nghe thấy tiếng cười đùa từ trong vọng ra, có cả giọng cười quen thuộc lắm, nhưng không dám chắc đó có phải là của Trung hay không. Đến lúc đẩy cửa đi vào, thì bắt gặp cảnh Trung và em trai tôi đang ngồi chơi game với nhau. Khi tôi còn chưa hết ngỡ ngàng, thì Trung chủ động nhìn về phía tôi mà cất lời. Về rồi hả? Sao cậu lại ở đây? Mình rảnh nên ghé qua chơi không được hả? Tôi nhìn Trung mỉm cười hài lòng, rồi lắc đầu mà bảo rằng, được chứ, nhà này vốn là nhà của cậu mà. Cậu muốn đến lúc nào cũng được. Lúc này mẹ tôi từ trên nhà đi xuống, bà thấy tôi đã về, liền kêu mấy đứa đi ăn cơm. Giờ thì tôi hiểu lý do tại sao mẹ lại gọi hỏi xem tôi đã đi làm về hay không. Hóa ra là vì có Trung ghé qua chơi nên mẹ mới sốt sắng gọi cho tôi, bảo sao tôi cứ thấy là lạ. Ăn tối xong thì cả nhà tôi lại được dịp ngồi uống trà sữa với ăn bánh ngọt do Trung đem đến. Mẹ tôi bình thường không có thích uống mấy cái này đâu, nhưng vì nay được Trung đặc biệt pha chế cho rồi mang sang nên bà vui vẻ uống vừa khen ngon với rất hợp khẩu vị. Bốn người ngồi nói chuyện rôm rả một lúc thì Khôi đi lên phòng học bài, mẹ tôi thì về phòng nghỉ ngơi, nên thành ra trên bàn chỉ còn lại tôi với Trung. Ngày đầu đi làm sao rồi? Mọi thứ ổn không? Cũng được. Nếu anh họ mình mà bắt nạt cậu thì cậu cứ bảo mình sẽ đòi lại công bằng cho. Ừ, mình biết rồi. Nhìn thấy Trung thoải mái nói chuyện với mình như này khiến tôi mừng lắm. Trung à? Hừ, mình cứ nghĩ là cậu sẽ giận mà không thèm chơi với mình nữa cơ. Hâm à, làm gì đến mức không thèm chơi với nhau nữa. Có chăng thì mình chỉ định giận cậu lâu lâu một chút mà thôi, tại cậu phũ mình quá mà. Thế sao, mới cãi nhau hôm trước, hôm nay đã qua rồi. Tại sợ. Tôi nhìn Trung khó hiểu. Là sao? Sao lại sợ? Sợ cậu nghĩ tôi nghỉ chơi với cậu nên dọn nhà đi chỗ khác. Thế mới thấy là Trung rất hiểu tính cách của tôi đấy chứ. Mà nhắc mới nhớ, tôi chưa có hỏi giá thuê nhà này. Hôm chuyển đến nhiều chuyện phải lo quá nên không có hỏi. Giờ sẵn có Trung ở đây, phải hỏi luôn mới được. À này, giá thuê một tháng là bao nhiêu thế? Hôm trước bận quá mình chưa có hỏi. Không biết nữa. Mà cậu ở miễn phí luôn cũng được, không sao đâu. Không được, cậu hiểu tính tôi mà, đúng không? Trung nhìn tôi miễn cưỡng gật đầu rồi đáp. Thôi được rồi, để về mình hỏi lại mẹ rồi báo cậu nhé. Ừ, như thế còn nghe được. Mà cậu định làm ở công ty anh họ mình lâu không? Tìm được kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện thì mình sẽ nghỉ. Nếu tìm mãi mà không ra thì sao? Cậu vẫn tiếp tục làm ở đó hả? Khẽ lắc đầu, ánh mắt tôi khi ấy tràn đầy quyết tâm. Không đâu, nhất định sẽ tìm ra người đó. Mình rất có niềm tin vào vụ này. Mà cậu kể cho tôi chút thông tin về gia đình của anh Nam đi, các mối quan hệ xung quanh anh ta nữa. Muốn biết hả? Phải biết rõ thì mới điều tra ra ai là thủ phạm hại mình được chứ. Trung gật đầu, cậu ấy kể với tôi rằng Đình Nam tuy là anh họ, nhưng vì mình ở với anh từ nhỏ nên chúng mình coi nhau như anh em ruột. Anh ấy vốn là con riêng của bác Tân, bố Đình Nam tên là Tân, với người phụ nữ khác chứ không phải người vợ hợp pháp trên giấy tờ hiện tại. Đình Nam được bác Tân đón về nuôi lúc 5 tuổi. Đợt đó vì bận công việc lại thường xuyên phải đi công tác nên việc chăm sóc nuôi dạy đều nhờ bác gái, vợ ông Tân. Ít ai biết được là bác ấy vì tức giận việc chồng lén lút có con riêng ở ngoài nên đã dồn hết tất cả sự tức giận lên người một đứa nhỏ mới 5 tuổi. Dù chỉ mắc một lỗi rất nhỏ nhưng lại phải nghe những lời chửi mắng rất thậm tệ, không cho ăn rồi còn bị đánh đòn, bị nhốt dưới hầm tối. Nơi ấy vốn chỉ là khu vực chứa đồ.
Tôi nghe đến đây mà khẽ rùng mình ớn lạnh. Sao họ có thể ra tay hành hạ với một đứa trẻ như thế nhỉ? Rốt cuộc thì lương tâm họ để ở đâu? Tôi bức xúc đến mức tay cầm ly trà sữa đã uống gần hết mà bóp chặt. Có lẽ hồi xưa em trai tôi cũng từng bị bạo hành bởi cái người được gọi là vợ của bố, nên tôi mới tức giận nhiều như này. Thì Thì à, cậu không sao chứ? Thì Thì, hả? Mình vẫn đang nghe mà, cậu nói tiếp đi. Cậu chắc chứ? Trung chỉ tay về phía cốc trà sữa trong tay tôi với ánh mắt quan ngại. Cốc trà sữa trong tay cậu. Tôi đưa mắt nhìn xuống, thấy cốc trà sữa đã bị mình làm méo mó thành hình dạng khác, liền thả lỏng tay ra. À, nghe cậu kể, mình hơi bức xúc chút xíu, không có gì nghiêm trọng đâu, cậu cứ kể tiếp đi. Ừ, anh ấy cứ như vậy mà bị bạo hành trong một thời gian dài, mãi sau này bác trai mới phát hiện ra, rồi nhờ em gái của bác ấy, tức là mẹ mình, đón về chăm sóc giúp. Đợt ấy, mình mới có 1 tuổi thôi à, nên toàn bộ việc trên đều là nghe mẹ kể lại. Vậy là cậu đã lớn lên cùng anh ấy. Đúng vậy, cậu thấy con người Đình Nam thế nào? Con người anh ấy thuộc kiểu chỉ quan tâm đến những người mà anh ấy xem trọng và coi đó là người nhà, còn lại thì tất cả đều dửng dưng, kiểu như vô cảm với họ ý. Về phần tính cách con người này thì tôi đồng tình với Trung, chắc là do một phần tuổi thơ không mấy tốt đẹp nên mới hình thành kiểu tính cách đó. Trong đầu tôi sực nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Trung. À này, cậu biết mẹ con bé Mina không? Biết qua thôi, đó là con gái của bạn thân anh ấy. Thời còn đi học, anh ấy có chơi thân với một anh tên là Huy. Anh này thì không may bị tai nạn không qua khỏi, mất mấy năm trước rồi. Tội nhất là chị vợ mới kết hôn được nửa năm lại đang có bầu thì chồng mất. Đó là lý do Đình Nam nhận bé Mina là con nuôi hả? Ừ, càng nghe càng thấy buồn thật đấy. Sao hoàn cảnh mỗi người lại nhiều éo le và trớ trêu đến thế nhỉ? Tôi ngồi im lặng một hồi lâu với thứ cảm xúc man mác buồn khó diễn tả, rồi lại tiếp tục hỏi Trung thêm về Đình Nam. Tôi vô tình biết được người sáng nay mình gặp trong thang máy chính là người anh cùng bố khác mẹ của Đình Nam. Anh ta tên Đình Dương. Nhớ lại thì cũng khá thân thiện đấy, nhưng con người bên trong như thế nào thì khó nói lắm. Theo Trung nhận xét thì người này hiền, vui vẻ, hòa đồng, cũng kiểu công tử nhà giàu, ăn chơi các thứ nhưng rất có chừng mực. Vậy là tôi cũng nắm khá khá các mối quan hệ xung quanh Đình Nam rồi đấy. Tuy ít người nhưng có vẻ khá phức tạp đây. Trung ngồi lại với tôi thêm một lúc thì đứng lên ra về. Tiễn cậu ấy ra đến cửa thì Trung hỏi tôi. Chúng ta vẫn làm bạn thân của nhau chứ? Tất nhiên rồi. Dường như trong đôi mắt lưu luyến ấy và bờ môi hững hờ của Trung đang ẩn chứa điều gì ngập ngừng khó nói. Nhưng đến cuối cùng lại thôi, thay vào đó là mình về đây. Cậu đóng cửa lại rồi lên phòng nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong Trung xoay người rời đi một cách nhanh chóng. Còn tôi thì đứng nhìn theo cậu ấy mà chỉ biết thầm nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì để cậu buồn. Ngày thứ hai đi làm, rút kinh nghiệm từ lần đầu còn bỡ ngỡ thì lần này tôi đã đi đúng thang máy dành cho nhân viên. Lên đến nơi thì thấy chị Hạnh đang ngồi ăn sáng. Chị nhìn thấy tôi liền cười một cái rồi hỏi. Ăn sáng chưa em? Em ăn rồi ạ. Tưởng chưa ăn, ngồi ăn xôi cùng chị cho vui. Xôi này xôi cốm ngon lắm nè. Dạ thôi, sáng mẹ em nấu cho bát phở bò ăn no căng bụng đây rồi. Ôi, có mẹ nấu đồ ăn sáng cho thì tuyệt quá rồi. Chị thèm được ai đó nấu đồ ăn sáng cho mà không được đây này. Bố mẹ thì đều ở quê, người yêu thì làm kỹ sư xây dựng nên đi theo công trình suốt, cả năm gặp nhau được mấy lần thôi à. Vâng, anh chị dự định kết hôn gì chưa ạ? Chị Hạnh cho miếng xôi vào miệng rồi lắc đầu nhìn tôi. Chưa em ạ, anh chị vẫn muốn ổn định kinh tế thêm rồi lấy. Chị cũng đang bận khởi nghiệp kinh doanh nên chuyện cưới xin cứ để tính sau. Lấy nhau giờ phải có kinh tế mới bền vững em ạ. Chứ lấy về rồi con cái các thứ nhiều khoản phải chi lắm. Còn em thì sao? Em có người yêu rồi chứ? Tôi cười khẽ lắc đầu rồi đáp. Em chưa, vẫn còn đang độc thân vui vẻ lắm. Thật hà? Vâng ạ, em nói đùa chị làm gì. Thế để chị làm mối cho đứa em họ nhà chị nha.
đẹp trai ngoan ngoãn, nhà có điều kiện mà suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc thôi. Chả chịu đi tán gái hay kết giao bạn mới gì cả. Tự dưng tôi thấy có gì đó hơi bị nhiệt tình quá ở đây. Biết trước sẽ bị mai mối kiểu này thì lúc đó tôi cứ nói đại là có người yêu cho xong rồi. Giờ mới nhận ra nhiều khi thật thà quá cũng không tốt. Thi Thi à, em thấy sao? Chị cho em xem ảnh cậu ấy luôn nhé, đẹp trai lắm. Nói xong chị giơ điện thoại của mình lên trước mặt tôi. Trên màn hình điện thoại hiển thị một người con trai đang bế một cậu nhóc trên tay, đứng tạo dáng chụp ảnh bên cây đào. Nhìn qua thì thấy mặt khá hiền và có phần hơi ngô ngố xíu. Em thấy sao? Đẹp trai đúng không? Dạ, cũng được. Vậy thì làm quen nhé, để chị đứng xa bắt cầu tơ duyên cho. Cũng đúng lúc này, tiếng ho nhẹ của Đình Nam ở gần đó truyền đến. Tôi với chị Hạnh hướng mắt nhìn ra thì đã thấy anh ta đi đến gần chỗ chúng tôi ngồi rồi. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm như thường ngày mà lên tiếng. Bản thảo hôm qua tôi gửi cô đã sửa xong chưa? Sửa xong thì in ra rồi đem vào đây, tôi cần dùng gấp. Chị Hạnh nghe xong liền bày ra vẻ mặt bất ngờ cùng một chút lúng túng. Dạ, sếp bảo chiều nay mới cần dùng nên em chưa có sửa xong. Vậy thì làm cho xong sớm rồi mang vào đây, tôi cần chúng ngay trong sáng nay. Vâng ạ. Cứ tưởng vậy là xong, anh ta sẽ đi vào phòng làm việc luôn. Ai ngờ Đình Nam lại quay qua nhìn tôi nói, pha cà phê cho tôi đi. Cà phê hôm qua pha hơi loãng, nhiều đường, với lại nguội quá tôi không thích. Vâng, tôi biết rồi. Nhìn anh ta đi vào phòng rồi, tôi với chị Hạnh mới quay hỏi nhau xem sáng nay anh ta bị sao mà có vẻ mặt nặng mày nhẹ thế nhỉ. Rồi chị Hạnh đập nhẹ lên vai tôi mà bảo, xác định làm ở đây lâu dài thì cố gắng em nhé. Chứ mấy năm kinh nghiệm đi làm thư ký sếp cũng tiếp xúc nhiều người rồi, nhưng chị chưa thấy ai tính cách khó hiểu như sếp Nam đâu. Vâng. Tôi đứng lên đi đến khu vực pha cà phê và bắt đầu pha chế mọi thứ theo bản năng. Nếu hôm qua lỡ cho nhiều đường rồi thì nay sẽ cho ít lại. Lỡ pha loãng quá thì nay sẽ pha đặc hơn. Còn việc cà phê bị nguội là do anh ta bận làm việc chưa có uống ngay nên nó mới bị nguội chứ. Mắc gì lại trách tôi, đúng là cái tên điên khó ưa mà. Đứng một hồi lâu pha chế thì tôi cũng cho ra thành quả một cốc cà phê nghi ngút khói để đem vào đặt trước mặt Đình Nam. Cà phê của anh đây. Đình Nam nhìn tôi vẻ mặt nghiêm túc, tay khoanh trước ngực cùng cái gật đầu. Ừ, tôi có chút góp ý trong công việc muốn trao đổi với cô. Vâng, anh nói đi. Công ty là nơi để làm việc, là nơi để cống hiến tạo năng suất lao động, chứ không phải là nơi kết bạn bốn phương, mai mối tình duyên, nên hy vọng cô nhớ kỹ cho. Vâng ạ. Vậy là anh ta đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của tôi và chị Hạnh sao? Cũng đâu có gì to tát lắm mà phải bày ra bộ mặt nghiêm túc đấy nhỉ. Đình Nam cầm cốc cà phê tôi pha đưa lên miệng uống, không biết vị nó ra sao mà vừa uống được một chút anh ta đã cau mày nhăn mặt. Cô pha cà phê cái kiểu gì vậy? Kiểu gì là sao? Cô lại uống thử đi rồi biết. Tôi tiến đến cầm cốc cà phê lên uống thử thì ôi giời ơi, cái vị nó lạ thật sự, kiểu như vừa đắng vừa đặc lại còn nóng nữa chứ. Sao, ngon chứ? Ờ thì cũng được, thêm chút đường vào cho bớt đắng là uống ngon như ngoài quán luôn. Vậy thì cô mang ra ngoài tự cho đường thêm vào mà uống, pha cho tôi cốc khác giống hôm qua đi. Thế là tôi lại phải cầm cốc cà phê đó đem ra ngoài, pha tiếp một cốc khác mang vào. Chị Hạnh thấy cảnh này thì thắc mắc. Lạ nhỉ, chị cứ có cảm giác sếp Nam cố tình gây khó dễ cho em thì phải. Vâng, chắc sếp ghét em nên mới thế chị ạ. Thôi, em mang cà phê vào trong đã, có gì lát ra chị em mình lại nói tiếp chị nha. Ừ, mang vào đi, nhanh không lại bị nói tắc phòng làm việc chậm chạp, thiếu chuyên nghiệp. Tôi gật đầu, đi đến mở cửa phòng làm việc của Đình Nam ra mà đi vào, đặt cốc cà phê lên bàn làm việc của anh ta xong. Là hai mắt tôi nhìn thẳng, dáng đứng nghiêm túc như lính đặc chủng, dõng dạc nói, xin phép sếp, tôi ra ngoài làm việc ạ. Chờ chút. Cái mặt tôi bắt đầu ỉu xìu như bánh đà gặp nước, đôi mắt buột rầu nhìn anh ta. Vâng, anh nói đi. Tối nay đi tiếp khách với tôi. Tối nay tôi có việc bận rồi,
có nhờ chị Hạnh đi được thế không? Không được, Hạnh sắp nghỉ rồi, nên tôi sẽ hạn chế để cô ấy đi tiếp khách cùng mình. Được rồi, tôi sẽ đi tiếp khách cùng anh. Nhận được câu trả lời hài lòng, anh ta nhanh chóng chuyển hướng nhìn xuống màn hình máy tính trước mặt, còn tôi thì lặng lẽ đi ra ngoài. Rõ là định tối nay livestream bán ít hàng bom hôm trước, với lại tâm sự nói chuyện vui với mấy chị em sau biến cố bị đánh ghen. Ấy thế mà, người tính không bằng trời tính, tự dưng lại có việc đột xuất, thế là đành phải hẹn mọi người sang hôm khác. Thống kê lại thì sau vụ đó tôi cũng bị thiệt hại khá nhiều, nhưng bù lại, sau khi được minh oan thì số người theo dõi tôi trên Facebook cũng tăng. Rồi chẳng rõ họ đào đâu ra được quá khứ cơ cực vất vả kiếm tiền của tôi 1-2 năm trước, rồi vào bình luận nói thương tôi, khen tôi tuổi trẻ tài cao, chúc tôi buôn may bán đắt, đã thế còn hứa hẹn sẽ mua hàng ủng hộ tôi dài dài. Tôi đọc xong thì chỉ cười cho qua, chứ cũng chả dám tin ai cả, tự nhủ với lòng cứ sống tốt rồi trời xanh tự khắc an bài thôi. Tối hôm đó, tôi ngồi chung xe với Đình Nam để đi tiếp khách. Lúc ngồi ở trong xe, anh ta có hỏi tôi, đói không? Nhìn qua giờ trên điện thoại, khi ấy là 7 rưỡi tối, tôi nhìn Đình Nam thật thà bảo, có. Rõ là lúc hỏi câu này, anh ta cũng tỏ ra kiểu quan tâm đấy. Ấy thế mà nghe tôi trả lời xong thì cái mặt lại rửng rưng đáp, vậy thì cố mà nhịn. Bình thường với người khác thì tôi sẽ là kiểu chán chả buồn nói tiếp, nhưng với Đình Nam tôi lại quay mặt đi hướng khác mà tủm tỉm cười một mình, khiến ai kia vô tình nghe thấy rồi hỏi, sao cô lại cười? Không có gì, tôi cười cho đỡ đói mà. Đình Nam nghe xong thì cũng lặng lẽ mỉm cười. Ánh mắt của anh khi ấy hiện rõ vẻ ôn nhu dịu dàng hiếm thấy, nhưng lại âm thầm giữ nó cho riêng mình, chứ không hề để cho ai biết được. Xe dừng lại trước một nhà hàng hải sản. Tôi xuống xe rồi đi theo Đình Nam vào trong. Vừa mới đến cửa thôi thì đã được người đàn ông to béo tươi cười bước đến bắt tay chào hỏi. Được biết đây là ông Mỹ, giám đốc bên công ty Phước Long, đang có nhu cầu hợp tác làm ăn với công ty chúng tôi trong dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang. Chào hỏi xong thì ông Mỹ dẫn tôi và Đình Nam lên phòng riêng ở trên tầng 3 dùng bữa. Tôi để ý qua thì thấy bên cạnh ông ta là hai cô gái đi theo cùng, đều mặc sơ mi trắng với chân váy ngắn khoe trọn đôi chân dài, trông rất hút mắt nhìn. Lúc ấy tôi vẫn còn kiểu ngây thơ, chưa rõ ông ý dẫn theo hẳn hai người thư ký đi cùng để làm gì. Chỉ khi đến một bàn toàn hải sản được mang ra thì tôi mới biết hai cô đó đều được chuẩn bị sẵn để bóc vỏ tôm với cua rồi rót rượu phục vụ cho Đình Nam và ông Mỹ. Chỉ là không hiểu sao những thứ ngon được gái xinh dâng tận miệng cho ăn thì cái tên Đình Nam lại đẩy hết qua cho tôi. Thành ra cái bụng đang đói sẵn của tôi lại cứ nhiệt tình ăn rất nhiều mà không phải động tay làm gì hết. Phía ông Mỹ thì nói khá nhiều, còn Đình Nam thì chả biết có nghe lọt tai được từ nào hay không, mà thi thoảng thấy anh ta quay ra rót nước ngọt vào cốc cho tôi. Có lúc còn ghé sát tai tôi hỏi nhỏ, món đấy có ngon không? Ngon, vậy thì ăn ít thôi, không béo. Kệ tôi. Ngồi ăn được một lúc thì tôi buồn đi vệ sinh, chắc do uống hơi nhiều nước đây mà. Thế là tôi đành đứng lên xin phép đi ra ngoài một xíu. Đi giải quyết xong bước vào thì đập ngay vào mặt là cảnh cô thư ký của ông Mỹ đang khoác tay Đình Nam, đầu khẽ nghiêng để áp sát ngực của mình lên cánh tay anh ta, rồi nói thì thầm cái gì vào tai Đình Nam. Thấy cảnh này tôi cũng lờ đi, coi như không thấy gì mà ngồi lại chỗ của mình, cầm đũa lên gắp miếng tôm bỏ vào mồm mà chả hiểu sao tự dưng ăn chả thấy ngon như lúc trước gì cả. Rồi chả rõ hai người đấy thì thầm chuyện gì mà tôi thấy Đình Nam cười rất khoái chí, ánh mắt còn nhìn theo cô gái kia không rời nữa. Và cũng kể từ đó tôi bị ngó lơ cho đến lúc kết thúc bữa ăn. Đình Nam bảo sẽ xem xét cân nhắc thêm về việc hợp tác với phía ông Mỹ. Nghe xong thì ông Mỹ có vẻ hơi hụt hẫng nhưng vẫn cố cười vui vẻ mà rủ Đình Nam đi thêm tăng hai. Ra khỏi nhà hàng, tôi đi nhanh về phía taxi trước mặt để bắt xe đi về thì bị Đình Nam kéo lại. Đi đâu?
xe chúng ta ở đằng kia cơ mà. Tôi giật tay mình ra khỏi tay anh ta rồi nói, đó là xe anh, chứ có phải xe tôi đâu. Với lại, tôi vừa thấy anh đồng ý đi tăng hai với ông Mỹ cơ mà, kéo theo tôi đi cùng làm gì, không sợ vướng víu à? Tôi vừa bảo lại với ông ý là không đi nữa rồi. Tại sao? Tự dưng thấy không thích. Tưởng anh mê cái cô thư ký của ông Mỹ đến điên đảo rồi cơ. Cô ấy đẹp mà đúng không? Nhìn qua cũng biết là ba vòng đầy đạn. Nói đến đây, Đình Nam dừng lại ngắt quãng một lúc rồi liếc nhìn qua tôi. Đầu như ai đó, ba vòng như một. Bắt gặp ánh nhìn đó của anh ta với mình, tôi vội đưa tay lên chắn trước ngực mình. Nhìn gì mà nhìn, tôi có ba vòng bằng nhau thì đã sao? Vẫn rất thu hút đàn ông đấy nha. Ai? Kể thử mấy cái tên tôi nghe đi. Tôi lưỡng lự mất mấy giây rồi nghĩ bừa ra mấy cái tên để nói. Thì Hùng, Dũng, Hải, Tuyển. Nghe đến đây, Đình Nam bước đến gần sát tôi hơn, khẽ nhíu mày nhìn tôi. Đó là những cái tên thằng đàn ông mà 3 năm qua cô đã hẹn hò cùng. Tôi ngước mắt nhìn anh ta, khẽ gật đầu một cái, thì thấy đôi mắt anh ta nhìn tôi ánh lên vẻ tức giận đến đáng sợ. Thấy thế, tôi lại bỗng chốc bị dọa cho mà trở nên ngoan ngoãn, chuyển từ gật đầu qua lắc đầu, miệng ấp úng nói, không, không phải, tôi chỉ nói trêu vậy thôi, tôi không có hẹn hò với ai cả. Thật đấy, tôi không có hẹn hò thật mà. Sự khẳng định chắc nịch của tôi dần làm ánh mắt Đình Nam trở về bình thường. Anh ta không nói câu nào mà cứ thế nắm tay tôi dẫn về chiếc xe ô tô của anh ta đang đỗ ở gần đó. Không khí im lặng cứ thế bao trùm suốt dọc đường trở về nhà tôi. Đến khi tôi đưa tay ra định mở cửa để xuống xe thì Đình Nam lên tiếng hỏi, cô đã ăn no chưa? Nhưng tôi chưa no. Dứt lời, Đình Nam cứ thế mà nhổm người qua, nghiêng đầu sát lại gần tôi, không một lời báo trước nào mà cứ thế hôn lên môi tôi. Tôi bị hành động này của anh ta làm cho bất ngờ đến mức hai mắt mở to, người thì đơ ra như khúc gỗ. Đến khi bàn tay của Đình Nam đặt ra sau gáy mình thì tôi nhận thức được mọi thứ mà hốt hoảng đẩy anh ta ra. Nhưng vì càng đẩy thì anh ta lại càng giữ chặt gáy tôi hơn, áp sát người tôi lên ghế xe. Nụ hôn cũng theo đó mà dần trở nên sâu hơn. Cho đến khi tôi bí quá mà cắn mạnh lên môi Đình Nam thì anh ta mới chịu buông tôi ra. Bị tôi cắn đến chảy cả máu, Đình Nam đưa tay lên quệt qua môi rồi nhìn tôi mà kêu lên, đau, đáng đời, đổ dê xồm nhà anh. Nói xong, tôi quay người mở cửa xe, bước xuống xe là đóng cái rầm cửa lại để thể hiện thái độ bức xúc của mình. Lý ra theo đúng suy nghĩ trong đầu là vừa rồi tôi phải thẳng tay tát Đình Nam một cái, nhưng rồi nghe tiếng kêu đau kiểu nũng nịu như em bé đang nói với mẹ của mình, nên thành ra tôi không muốn tát anh ta nữa. Giờ đi vào nhà rồi lại thấy tiếc, hồi nãy mình cứ cư xử có vẻ chưa cứng rắn lắm, liệu có khi nào anh ta nghĩ tôi thuộc loại con gái dễ dãi không nhỉ? Đại loại như cho người ta ăn được bữa hải sản mà muốn làm gì thì làm ý. Về phía Đình Nam, anh đỗ xe ở đầu ngõ một hồi lâu, chỉ ngồi im lặng nghĩ về những gì mình vừa làm. Mọi thứ gần như là xuất phát từ trong sâu thẳm con người anh muốn làm như thế, chứ nó không phải là cảm xúc nhất thời của sự chiếm hữu. Sáng ngày hôm sau, như thường lệ ăn sáng xong thì tôi lấy xe đi làm. Vừa đội cái mũ bảo hiểm lên đầu thì cậu em trai từ trong nhà hớt hải chạy ra. Chị cho em đi cùng, xe đạp điện của em bị hết điện từ tối qua mà em quên chưa sạc. Lấy mũ bảo hiểm đội vào rồi lên đây, nhanh lên không muộn giờ làm của chị, mà em lại đi học muộn đấy hả? Vâng ạ, tại báo thức nó không kêu nên thành ra em ngủ quên mất. Đợi cho Khôi ngồi lên xe rồi thì tôi lái xe rời đi, đưa cu cậu qua trường xong là tôi tức tốc phóng qua chỗ làm của mình. Tại vì đường đến trường của Khôi ngược hướng với đường đi làm nên thành ra tôi có dự cảm chắc buổi này sẽ đi làm muộn mất thôi. Suốt cả đoạn đường tôi sử dụng hết khả năng luồn lách của mình thì đến nơi vẫn bị muộn 5 phút. Vừa nhìn thấy chị Hạnh là tôi hỏi ngay, chị, sếp đến chưa? Rồi. Sếp có hỏi gì về em không? Không có, đến là đi vào phòng làm việc luôn. May quá. À mà chị,
Chị làm hết hôm nay thôi đó, có gì còn vướng mắc chưa hiểu thì hỏi chị luôn đi nha. Ủa, hôm trước chị bảo với em là chị làm hết tuần cơ mà. Ở thì cũng định vậy, nhưng nhà có việc gọi về nên chị báo sếp cho nghỉ trước luôn. Vâng, vậy là em không có người để tâm sự buồn dư lê cùng rồi. Chị Hạnh cười mà trêu tôi. Ơ hay, cái con bé này đi làm là để cống hiến, để tạo năng suất, mang lại giá trị thặng dư cho sếp. Ai lại cứ đòi buôn dưa lê, bán dưa chuột là sao? Thôi đi, chị đừng đem mấy câu ám ảnh kinh hoàng đó ra nhắc nữa. Nghe xong, em lại nẫu cả ruột. Ha ha ha, cố gắng cống hiến đi. Mấy nữa sếp thương, sếp còn tăng lương cho. Vâng, em đang cống hiến hết mình rồi đây. Ừ, tối qua đi tiếp khách với sếp thấy sao? Ổn không em? Cũng được chị ạ. Thế tối qua ăn món gì mà sáng nay chị thấy môi sếp bị sưng lên đấy, như kiểu bị ai cắn thì phải. Nghe chị Hạnh hỏi câu này mà người tôi thấy hơi nhột, cùng với đó là phải công nhận hội chị em văn phòng xăm soi cũng đỉnh thật đó. Chỉ nhìn mỗi cái môi bị sưng mà đoán mò ra được bị người khác cắn. Thì à, em vẫn nghe chị nói đấy chứ. Dạ, chị hỏi tối qua em với sếp được tiếp đãi món gì? Tôm cua các kiểu, toàn đồ hải sản ngon lắm chị ạ. Thế hả? Lần trước chị đi với sếp toàn bị mời uống rượu thôi. Em có phải uống không? Em có, nhưng uống một chút, còn lại uống nước ngọt là chính. Rồi ăn xong có được bên kia rủ đi chè chén thêm không? Tôi gật đầu. Có chị ạ, mà sếp nhà mình không có đi. Ở đấy, sếp nhà mình thì tâm tình có hay bất ổn, nhưng được cái giữ mình tốt. Tôi gật đầu, cũng định đồng tình với câu nói này của chị, nhưng sực nhớ đến cảnh anh ta ngồi cười đùa với thư ký của ông Mỹ tối qua mà tôi vội lên tiếng phản bác ngay. Cũng chưa chắc đâu chị, có thể là còn nhiều mặt tối bên trong mà chúng ta không biết. Hai chị em đang nói chuyện vui vẻ thì thấy có người đi đến, nhìn chị Hạnh vội vã đứng thẳng người dậy cúi chào người kia, khiến tôi cũng nhanh chóng làm theo. Chào chủ tịch ạ. Ừ, Đình Nam có trong phòng không? Dạ, có thưa chủ tịch. Tôi đứng ở bên cạnh chị Hạnh thì chỉ biết im lặng cúi đầu. Nghe tiếng bước chân dần biến mất vào trong cánh cửa gần đó là tôi quay lại hỏi chị Hạnh. Bố xếp Nam đấy hả chị? Ừ, đúng rồi. Chắc này em mới gặp chủ tịch lần đầu đúng không? Vâng, nhìn ngoài trông trẻ hơn, với phong độ hơn ảnh chụp trên báo chí chị nhỉ? Ừ, chị cũng thấy thế. Nói xong thì tôi và chị Hạnh ngồi xuống tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau thì thấy cánh cửa phòng Đình Nam mở ra, nhìn thấy hai bố con họ đi ra là tôi với chị Hạnh lại đứng lên chào. Không biết họ nói gì với nhau ở trong mà ra đến cửa rồi, ông Tân vẫn nhắc nhở Đình Nam. Nhớ buổi xem mắt tối nay đấy, đừng để bố phải gọi điện nhắc nhở. Vâng, con biết rồi. Ông Tân nhìn cậu con trai của mình gật gật đầu, tỏ ý hài lòng rồi mới rời đi. Đình Nam thấy bố mình đã đi xa dần thì quay người trở về phòng. Thấy anh ta đã đi vào trong thì chị Hạnh mới quay sang đập đập tay tôi. Này, em nghe thấy gì không? Dạ, nghe gì ạ? Thì đấy, chủ tịch vừa kêu sếp Nam đi xem mắt đó, em không nghe thấy gì à? À, em có nghe mà không để ý lắm. Ờ, không biết đối tượng xem mắt của con trai tập đoàn lớn sẽ là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà ai nhỉ? Tôi cười, chả biết phải nói tiếp về chủ đề này như nào, nên đành đáp vâng, cho qua câu chuyện. Vậy là không có gì thay đổi, thì tối nay Đình Nam sẽ đi xem mắt. Xem mắt xong rồi tiến hành tìm hiểu nhau thấy hợp là sẽ kết hôn. Nếu mà anh ta kết hôn rồi, thì chuyện của tôi sẽ giải quyết sao đây? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không ổn lắm, nên tôi quyết định phải đi hỏi trực tiếp anh ta mới được. Nghĩ là làm, tôi cầm điện thoại lên nhắn cho anh ta một tin. Tôi có chuyện muốn nói. Ngồi đợi 30 phút sau mới thấy anh ta nhắn lại. Vào đi. Đứng trước cửa phòng Đình Nam, tôi gõ 3 tiếng rồi đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy tôi, anh ta tỏ ra rừng rừng rồi hỏi. Sao, có chuyện gì? Hồi nãy làm sao? Chỉ là tôi vô tình nghe được thôi, không phải là tôi nhiều chuyện đâu nha. Ừ, nói đi. Hồi nãy tôi vô tình nghe được chủ tịch bảo anh tối nay đi xem mắt hả? Thì sao?
Giờ thư ký muốn kiêm luôn cả đời sống tâm tư tình cảm của tôi nữa hả? Tôi lắc đầu, lòng thầm nghĩ, sao cái con người này cứ duy bụng ta ra bụng người thế nhỉ? Anh ta cứ làm như tôi ham hố cái việc này lắm ý. Không, tôi đâu có dành mà quan tâm tới đời sống tình cảm của anh. Với lại, chúng ta cũng có là gì của nhau đâu. Chỉ là nếu anh đi xem mắt, thấy ưng người ta quá rồi, đòi kết hôn luôn thì sao? Chuyện tìm ra người đứng sau hãm hại tôi phải giải quyết tiếp như thế nào? Sợ tôi lấy vợ hả? Ừ, tạm thời anh đừng lấy vợ được không? Đình Nam chưa trả lời tôi ngay mà từ từ đứng dậy đi đến trước mặt tôi. Không biết là có ý gì mà tay anh ta đưa lên chạm nhẹ vào chỗ môi bị sứt do tôi cắn tối qua. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào môi của tôi khiến cho tôi bị lúng túng mà đứng giật lùi lại một bước. Tôi nói gì sai sao? Anh cứ ngồi ở ghế nói chuyện với tôi là được mà, không cần phải đứng lên như thế này đâu. Tại tôi sợ cô không thấy rõ vết tích cô để lại trên môi của tôi tối qua nên tôi phải đi đến gần. Tôi nhìn Đình Nam với ánh mắt khó hiểu. Không nhắc thì thôi, nhắc đến là tôi lại bực mình. Thì sao? Đó là do anh tự ý hôn lên môi tôi chứ. Tôi cắn như vậy là còn nhẹ đó. Mà thôi, đừng nói chuyện này nữa. Nói chuyện anh đi xem mắt đi. Được thôi, chuyện tôi đi xem mắt thì sao? Thì tôi vừa nói lúc nãy rồi đó, anh không nghe hả? Nói lại đi, quên rồi. Tôi nhìn anh ta, đúng 3 phần bất lực, 7 phần tức giận, muốn đấm vào mặt anh ta cho một cái. Nhưng vì không thể đánh người được, nên đành hít thở sâu, bình ổn cảm xúc rồi lên tiếng. Tôi sợ anh có người mới, sẽ bỏ bê giúp tôi điều tra, tìm ra kẻ đứng sau hãm hại tôi. Đình Nam nhếch mép cười, đưa tay cốc nhẹ lên trán tôi một cái. Ngốc ạ, tôi đang giúp cô đó. Giúp? Anh giúp tôi như nào? Sau này cô sẽ hiểu thôi. Tự nhiên nói đến đây, tôi lại thấy ánh mắt Đình Nam nhìn mình rất khác mọi khi. Nếu như tôi cảm nhận đúng thì ở đâu đó trong ánh mắt ấy ẩn chứa sự dịu dàng mà anh ta dành cho tôi thì phải. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy một hồi lâu rồi hỏi, liệu tôi có thể toàn tâm toàn ý tin anh được không? Anh sẽ không bỏ rơi tôi như năm xưa chứ? Được. Nói chuyện với Đình Nam xong là tôi đi ra ngoài tiếp tục công việc của mình. Đến trưa thì rủ chị Hạnh đi ăn lẩu ở một quán gần chỗ làm. Tôi bảo với chị là bữa nay tôi mời, coi như tiệc chia tay cảm ơn chị đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ mình mấy ngày qua. Tuy là sau ngày hôm nay sẽ không còn làm việc chung nữa, nhưng hai chị em thống nhất là khi nào có thời gian rảnh sẽ đi cà phê chuyện trò, tám chuyện với nhau. Ăn uống xong thì tôi với chị Hạnh về lại công ty, ngồi làm việc đến 3 giờ chiều thì chị Hạnh có đặt trà sữa mời lại tôi, còn mời cả Đình Nam một cốc nữa. Nhưng mà vì anh ta không uống nên thành ra một mình tôi nhận uống 2 cốc luôn. Đến tối tan làm trở về nhà thì thấy em trai tôi dẫn về 2 đứa bạn để làm bài tập nhóm từ chiều đến giờ. Sẵn đến giờ ăn tối nên mẹ Quế kêu mấy đứa ở lại ăn tối cùng luôn. Ăn xong thì mấy đứa nó kêu chán, muốn kiếm gì đó chơi vì dạo này bài vở nhiều quá, rất là căng thẳng đầu óc. Tôi nghe xong thì tự dưng trong đầu nghĩ đến trò đánh bài, nếu thua thì bị tẹt mũi. Lúc tôi nói ra cứ sợ không đứa nào chơi, ai mà ngờ chúng nó đều gật đầu đồng ý và bảo chơi tiền luôn đi chị, cho nó máu. Đặt cược 2.000 cho mỗi ván thôi, chứ mấy đứa còn học sinh, lấy đâu tiền chơi nhiều. 15 phút sau, 4 người chúng tôi, Khôi và 2 cậu bạn của Khôi ngồi quay thành vòng tròn và bắt đầu chia bài, chơi tiến lên miền Nam. Mẹ tôi thấy vậy thì lắc đầu bảo với tôi, thì à, con lớn rồi đó, toàn bày mấy cái trò không ra làm sao thôi. Đâu có đâu mẹ, cái này vui mà giải trí cao lắm, mẹ ngồi chơi cùng không? Không, mấy đứa chơi một lúc rồi nghỉ đi, mẹ lên phòng trước. Vâng ạ. Thấy mẹ lên phòng là chúng tôi bắt đầu chơi, rõ là tôi hơn bọn nó cả 6-7 tuổi lận. Ấy thế mà khi ngồi chơi bài cùng nhau, cảm giác mình cũng chỉ như là cô bé mới học lớp 10 thôi à. Chị đánh nhanh lên. Ừ, bình tĩnh, mày để chị nghĩ đã. Một đứa khác nói chen vào, mày cứ bình tĩnh, chị ý có tuổi rồi nên phải suy nghĩ kỹ, đâu còn trẻ với nhanh nhạy như tụi mình. Tôi liếc nhìn hai đứa nó rồi bảo, này nha,
Chị hơn bọn em có mấy tuổi thôi đó. Vâng, em biết chứ. Thế chị đánh nhanh đi, chị nghĩ gì mà lâu thế? Được thôi, 7, 8, 9, 10. Có 8, 9, 10 gì? Cứ như vậy, những tiếng cười đùa cãi nhau cũng có, nhưng là kiểu cãi nhau vui vui thôi mà rôm rả cả cái tầng 1. Đang chơi vui thì điện thoại tôi đổ chuông. Tôi nhìn qua thấy số của Đình Nam gọi đến, không rõ có chuyện gì, nhưng mà cứ nghe máy trước đã. Thế là một tay giữ bài, một tay ấn nghe, rồi đưa máy áp sát bên tai. Alo, hai bích. Nhìn thấy cậu nhóc ngồi cạnh mình đánh hai bích, tôi vội để máy điện thoại xuống, rồi rút ra một lá bài ở trên tay ném xuống. Hai cơ. Thôi, thôi, thôi. Nghe được ba tiếng nói thôi của ba đứa, tôi liền mỉm cười đắc ý và hạ luôn 5 lá bài trên tay xuống. 5, 6, 7, 8, 9. Hà hà, chị thắng phán này rồi nha. Mấy đứa ở đó mà chê chị có tuổi với chậm chạp, không được nhạy bén đi. Ăn mày thôi chị ơi. Đúng đó, chả qua bài chị đẹp thôi, chứ thử bài xấu mà coi, thế nào cũng thua. Tôi nghiêng đầu nhún vai, cũng có vẻ mặt phần hơi ngông. Kệ chứ, dù sao chị cũng thắng rồi mà. Đang hưởng niềm vui chiến thắng, vì từ đầu đến giờ đây là ván tôi thắng đầu tiên, trong khi phải chơi được 7 ván rồi, thì Khôi chỉ tay vào chiếc điện thoại tôi để bên cạnh mà nhắc nhở. Chị, em vừa thấy chị nói chuyện điện thoại với ai cơ mà. Hả? Chết rồi, hồi nãy tôi có đang nói chuyện với Đình Nam cơ mà nhỉ. Nghĩ đến đây, tôi vội cầm máy lên để xem thì thấy vẫn còn hiển thị cuộc nói chuyện. Tức là đầu bên kia vẫn đang nghe máy đó hả? Tôi đứng dậy, nhìn mấy đứa nhóc nói, cứ chia bài đi, chị đi nghe điện thoại một xíu. Tôi đi nhanh ra ngoài rồi mới đưa máy lên nghe. Alo, anh vẫn còn nghe máy chứ? 1 giây, 2 giây, 3 giây, đến giây thứ 30 thì đầu bên kia có phản hồi bằng một tiếng hắng giọng. Ừ, tôi đang nghe đây. Hồi nãy tôi bận xíu, giờ mới nghe máy được. Anh gọi tôi có việc gì không? Bận chơi bài hả? Đoán chắc là anh ta đã nghe thấy hết và biết được tôi làm gì trước đó nên thành thật thừa nhận. Ờ, thì lâu lâu chơi giải trí một xíu. Chơi với ai? Mấy đứa bạn của em trai tôi. Vui lắm hả? Tất nhiên rồi, mà anh gọi tôi có chuyện gì không? Tôi nhớ là tối nay anh đi xem mắt cơ mà. Ừ, xem xong rồi. Vậy anh gọi cho tôi có việc gì? Nói nhanh, tôi còn đi vào chơi tiếp. Chỉ muốn biết cô đang làm gì thôi, thế nhá. Dứt lời, Đình Nam cứ thế tắt máy đi luôn, còn tôi thì đứng ngây người ra vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Đúng là hết nói nổi cái tính cách quái dở này của anh ta mà. Nhưng thôi kệ đi, giờ việc tôi quan tâm là phải chơi thắng bài mấy đứa nhóc kia đã. Tối đó, tuy đã chơi hết mình rồi, nhưng khi tổng kết lại thì tôi vẫn là người thua nhiều nhất. Sau đấy thì tiễn hai cậu bé kia lên xe để về nhà. Trước lúc rời đi, bọn nó còn không quên hẹn tôi lần sau có dịp sẽ chơi tiếp. Tôi cười, gật đầu bảo với bọn chúng, được thôi. Nhìn hai chiếc xe taxi chở hai đứa rời đi, thì Khôi quay qua bảo với tôi, này chơi vui chị nhỉ? Ừ, hai cậu ấy trông vậy thôi, nhưng cũng đáng thương lắm chị ạ. Câu này của Khôi khiến tôi khá bất ngờ mà hỏi, sao lại đáng thương? Kiểu bố mẹ suốt ngày bắt đi học thêm các kiểu ấy chị, định hướng nghề nghiệp thì toàn theo ý người lớn trong nhà, chứ các cậu ấy không quyết định được sau này sẽ học gì hay làm gì. À, chị hiểu rồi, bố mẹ ai chẳng muốn điều tốt nhất cho con của mình. Nếu em cảm thấy bạn mình bị bố mẹ áp đặt quá, thì có thể bảo với cậu ấy thử gặp riêng bố mẹ để nói chuyện xem sao. Cứ mạnh dạn chia sẻ những gì mình nghĩ để bố mẹ hiểu mình hơn. Vâng ạ, nói thì nói vậy thôi, chứ tôi biết thời nay có nhiều bậc phụ huynh kiểm soát con mình quá mức, bắt con phải học rất nhiều. Sau này lớn lên, phải làm công việc theo đúng định hướng của họ mà không hề để ý đến sở thích thật sự của con cái là gì, hay là chúng muốn sống một cuộc đời như nào. Họ chỉ luôn dùng suy nghĩ của bố mẹ đang mang đến những điều tốt nhất cho con mà không nghĩ đến điều ngược lại. Liệu thứ mà bố mẹ nghĩ là tốt nhất ấy có thực sự hợp với con hay không? Ý thức được điều đó nên tôi luôn tự nhủ với lòng, sau này có con nhất định sẽ không quá áp đặt suy nghĩ của mình lên con. Tôi sẽ cố gắng đưa ra lời khuyên tốt nhất dành cho con
chứ không phải là sống thay cuộc đời của con. Trở về phòng, tôi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi nhanh chóng leo lên giường đi ngủ. Này thư thái đầu óc nên tôi đi vào giấc ngủ cũng nhanh chóng. Đâu có biết được ở một nơi nào đó trong cái thành phố này có người đang uống rượu một mình vì bị khó ngủ, thì thoảng sẽ mỉm cười bâng quơ vì nghĩ về cuộc gọi giữa anh và một cô nhóc ham vui để anh chờ hơn 3 phút đồng hồ chỉ để nghe cô chơi bài. Nhưng cũng hơi giận vì dường như cô ấy chả bận tâm xem anh đi xem mắt như thế nào, có bị người ta để ý hay tâm tia gì không. Thoáng cái đã đến ngày thứ 7, vậy là hết hôm nay tôi chính thức đi làm được 1 tuần rồi đấy, nhanh ghê. Nay chỉ phải làm có buổi sáng thôi, còn buổi chiều sẽ được nghỉ. Dự định chiều nay về là tôi phải ngủ một giấc thật dài để bù lại việc cả tuần đi làm không có được ngủ trưa thoải mái, có chăng chỉ là ít phút chợp mắt ngắn ngủi. Đang ngồi hoàn thiện nốt lịch làm việc tuần sau để gửi cho Đình Nam thì anh ta gọi điện kêu tôi xuống dưới sảnh lấy cho anh ta ít đồ. Tôi nghe xong thì đứng dậy cầm theo điện thoại đi xuống dưới tầng 1, đứng đợi 5 phút rồi mà chả có thấy bóng dáng của ai giao hàng ở trước mặt cả, nên đành gọi lại cho Đình Nam để hỏi. Ai mà ngờ được, anh ta bảo câu xanh dờn. À, tôi quên chưa bảo, shipper đang qua chứ chưa qua đến nơi đâu. Thôi, cô cứ đứng đợi thêm 5 phút nữa là họ đến. Nghe xong, tôi không nói thêm lời nào mà tắt máy luôn. Đúng là cố ý trêu người còn người ta đây mà. Tôi kiên nhẫn đứng chờ thêm một lúc thì thấy có người đi đến giao hàng. Sau khi xác nhận đúng là đồ của Đình Nam thì tôi thanh toán tiền ship và nhận đồ mang lên. Bước vào phòng làm việc của anh ta, tôi mang đặt hộp đồ mình vừa nhận lên bàn. Đồ của anh đây, tiền ship 35.000. Đình Nam lấy ra từ trong ngăn kéo dưới bàn một đống tiền lẻ với mệnh giá 1.000, 2.000, sau đó bảo tôi, đếm đi, chắc chỗ này đủ 35.000 đấy. Anh ở bên chuyển đổi tiền lẻ hả? Không, tiền này là tiền thừa tôi nhận lại sau mỗi lần mua cà phê hay mua đồ nên để gọn vào một chỗ, này sẵn tiện thì đem ra dùng. Tôi đi lại đếm hết số tiền đó thì có những 17 tờ, tổng lại là 34.000, tôi vẫn còn thiếu 1.000 nữa. Thấy thế, tôi liền thắc mắc với anh ta, thiếu mất 1.000 rồi. Anh ta nghe thấy vậy thì lại tiếp tục cho tay xuống ngăn kéo dưới bàn sờ soạng một lúc thì lấy ra tờ 2.000 đưa cho tôi. Đây, bo cho cô thêm 1.000 nhé. Cảm ơn. Nhận lấy đủ tiền kèm với cả tiền bo của anh ta cho mình, tôi quay người mà đi ra ngoài. Thật không nghĩ là có lúc tôi với anh lại có thể đôi co vì tiền như thế này. Còn ai kia thì sau khi trêu tôi xong thấy vui quá nên cứ tủm tỉm cười suốt thôi. Hết giờ làm, tôi đứng lên dọn dẹp lại bàn làm việc của mình rồi mới đi về. Về nhà ăn trưa xong là tôi lên phòng ngủ liền một mạch đến 5 giờ chiều. Sau đó thì đi xuống nhà chuẩn bị đồ các thứ để tối lại chìm bán hàng. Tính ra thì cũng nghỉ buôn bán cả nửa tháng nay rồi, suýt thì quên luôn cả câu chào khách ý chứ. 8 giờ tối, tôi bắt đầu livestream bán hàng. Vẫn như mọi khi, tôi sẽ mặc quần sọc với áo bra để tiện mặc các mẫu hình bán lên người. Trước kia tôi phát trực tiếp bán hàng như này thì chỉ tầm 200 đến 250 người vào xem thôi. Nay lên đến gần 1.000 người vào xem. Mọi người mua hàng cũng nhanh hơn trước, khiến tôi phấn khởi lắm. Thành ra, nói suốt hơn 2 tiếng liền mà tôi không thấy mệt gì luôn. Sang đến ngày hôm sau thì tôi dành cả buổi sáng để gọi điện chốt đơn với khách hàng đã để lại số điện thoại đặt hàng trên livestream tối qua. Chiều thì tiến hành gói hàng gửi đi cho khách. Vậy là ngày chủ nhật của tôi diễn ra đầy bận rộn nhưng mà vui vì bán được nhiều hàng. Tối thì Trung có ghé qua chơi, vẫn món quà nhà làm được mang qua là 3 cốc trà sữa cùng bánh ngọt. Trung bảo tối qua có vào xem tôi livestream bán hàng, đoán là nay tôi sẽ bận cả ngày nên giờ mang đồ uống sang tiếp sức cho bạn. Nghe xong đúng là cảm động rơi nước mắt. Đang ngồi uống trà sữa thì nghe thấy tiếng kẻng đổ rác bên ngoài. Thấy vậy tôi liền đặt cốc trà sữa xuống rồi đứng lên xách vội túi rác mang ra cửa bỏ vào xe rác cho người ta mang đi. Lúc chuẩn bị quay người đi vào nhà thì tôi nhận ra
có một người đàn ông đang đứng ở gần đó nhìn về phía mình. Chỉ là khi bị tôi nhìn lại thì người đó lại quay người đi rồi bước nhanh về trước. Dáng người cùng cách tướng bước đi ấy thật sự rất quen, nó giống hệt với tướng đi của bố tôi. Nhưng vì vừa rồi ông ấy rời đi nhanh quá khiến tôi chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt. Nghĩ đến đây tôi vội chạy theo hướng người vừa đi đó. Chỉ tiếc là ra đến đường chính thì không còn thấy bóng dáng ông ấy ở đâu nữa. Trở lại vào nhà, tôi đợi cho Trung về thì mới hỏi mẹ. Cũng chưa có khẳng định chắc nịch đó có phải là bố không, nên tôi hỏi bà dạo này có liên lạc với bố không thôi. Mẹ nghe xong thì im lặng một lúc rồi bảo, đợt tôi bị người ta đánh ghen thì ông ấy có gọi điện cho mẹ hỏi thăm tình hình của tôi. Khi ấy mẹ cũng trả lời qua loa thôi. Rồi hai hôm trước, ông ý bảo mới lên Hà Nội, lên muốn qua chơi. Mới đầu thì mẹ không đồng ý đâu, nhưng ông ấy nói giờ bản thân chỉ còn một mình, tại mới ly hôn với người phụ nữ kia 2 tháng trước. Thấy có lỗi về chuyện năm xưa nên muốn qua thăm với gửi lời xin lỗi đến chúng tôi. Rồi ông ấy nói nhiều lắm khiến mẹ tôi mủi lòng nên đã cho địa chỉ nhà. Vậy là tôi có thể chắc chắn gần như 100% người khi nãy là bố mình. Có lẽ ông ấy vẫn còn lưỡng lự chưa dám vào nhà nên mới đứng ở ngoài đấy như vậy. Tôi đắn đo xem có nên kể với mẹ hay không, nhưng đến cuối cùng lại chọn không kể. Nếu thật sự trong lòng có chúng tôi muốn đến thăm chúng tôi thì ông ấy sẽ quay lại thôi. Những ngày sau đó, ngày tôi đi làm ở công ty, tối có thời gian rảnh là livestream bán đồ. Vì khá bận nên tôi có tuyển 1-2 bạn sinh viên làm theo giờ, chỉ để gọi điện chốt đơn cho khách hàng với phụ gói hàng. Trước khi đi làm thì nghĩ sẽ chỉ bán hàng vào ngày cuối tuần thôi. Giờ đi làm rồi lại ham bán hàng nữa, nên thành ra tối nào rảnh không phải đi tiếp khách hay bận việc ở công ty thì tôi đều sẽ livestream bán đồ. Vì tham công tiếc việc như thế nên thành ra sáng nào đến công ty tôi cũng ngáp ngủ, kèm với đó là phải uống thêm cốc cà phê cho tỉnh táo đầu óc, chứ sợ nằm gục xuống bàn 2 giây thôi là tôi ngủ đi mất tiêu luôn đó. Này đến chỗ làm thì tôi tình cờ gặp Đình Dương dưới gầm gửi xe. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã mỉm cười đi đến gần. Xin chào, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Tôi khẽ cúi đầu chào Đình Dương. Ở công ty, anh ta giữ chức vụ tương đương với Đình Nam, chỉ là phụ trách mảng khác thôi. Dạ vâng, chào anh ạ. Cô có bạn trai chưa? Dạ. Nhận thấy gương mặt bất ngờ của tôi khi nghe câu hỏi của mình, anh ta liền bật cười. Dường như cái người này rất thích cười thì phải, lúc nào gặp tôi, anh ta cũng cười. Cô làm gì mà bất ngờ thế? Tôi chỉ hỏi vui thôi mà. Vâng, tôi hiện tại đang độc thân. Ừ, phụ nữ độc thân và tự chủ về tài chính, đúng là có sức hút rất riêng nhỉ. Tôi nhìn Đình Dương. Định mở miệng nói thì giọng Đình Nam vang lên ở phía sau lưng. Cô làm gì ở đây vậy? Nghe câu này xong thì cả tôi và Đình Dương đều quay đầu hướng mắt về phía Đình Nam. Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc ấy, nhưng lại vô tình khiến tôi thấy an tâm khi thấy Đình Nam bước về phía mình. Rõ là có tôi và anh trai của Đình Nam ở đây, thế mà anh ta lại chỉ nhìn có mỗi mình tôi. Nói đi, sao cô chưa lên làm việc mà còn đứng đây? Không lẽ việc tôi giao cho cô ít quá? Không phải, tôi đang chuẩn bị lên rồi mà. Đình Dương đứng đối diện với tôi, thấy vậy liền nói. Đình Nam à, em làm gì mà khắt khe với nhân viên thế? Vẫn còn chưa đến giờ làm mà. Chỉ đến khi Đình Dương lên tiếng thì Đình Nam mới chịu quay qua nhìn anh ta lấy một cái. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nói đến đây, Đình Nam khẽ nghiêng đầu ghé sát miệng vào tai Đình Dương mà nói nhỏ. Tôi tự biết cách quản người phụ nữ của mình. Nói dứt câu xong, Đình Nam chuyển hướng tầm nhìn lại về phía tôi, không nói gì mà cứ thế tiến lại thơm nhẹ lên má tôi một cái. Tôi bị hành động này làm cho bất ngờ đến mức hai mắt mở to nhìn anh ta, hai hàng lông mày dựng lên, miệng ấp úng nói, anh làm cái gì vậy? Vẻ mặt Đình Nam bình thản nhìn tôi, thái độ rất đỗi lạc quan như chưa làm chuyện gì sai cả, mặc nhiên không nói lời nào cứ thế rời đi. Thấy vậy,
Tôi vội nhìn qua Đình Dương, khẽ cúi đầu một cái, cùng nụ cười gượng gạo mà bước nhanh về phía cái tên Đình Nam đáng ghét kia. Tôi lẽo đẽo đi bên cạnh anh ta cùng câu hỏi: anh làm cái gì thế hả? Tại sao lại thơm má tôi? Anh bị điên à? Tôi hỏi rất nhiều, còn người kia thì cứ lặng im mà bước đi. Cứ như vậy, tôi đi theo anh ta vào trong thang máy. Khi cánh cửa thang máy vừa khép lại, cũng là lúc anh ta xoay người bước dần về phía tôi, dồn tôi vào một góc thang máy, vẻ mặt cực nghiêm nghị như ông bố già chuẩn bị răn dạy đứa con không chịu nghe lời của mình. Nói đi, sao cô lại quen biết hắn ta? Bỗng chốc, cái khí thế hùng hổ muốn đi chất vấn ai kia vừa tự ý hôn lên má mình biến mất, thay vào đó là sự ngoan ngoãn như một chú cún. Hàng mi cụp xuống để cho tầm nhìn đặt để trên nút áo trước ngực anh ta. Không có, chỉ là quen bình thường thôi. Lần đầu tiên đến công ty, tôi không may đi nhầm thang máy chỉ dành cho cán bộ cấp cao của công ty, nên vô tình gặp Đình Dương giúp. Rồi sao, hắn có làm gì cô không? Không có, anh ta chỉ hỏi tôi làm ở phòng ban nào mà thôi. Cửa thang máy mở ra, báo hiệu việc chúng tôi đã lên đến tầng làm việc của mình. Cứ nghĩ tôi sẽ thoát khỏi cái tên điên này, ai ngờ anh ta lại ấn nó đi xuống tầng 1. Tôi nhìn cảnh này mà ngơ ngác hỏi: gì vậy? Sao lại đi xuống tầng 1? Thích vậy. Trước sự oái oăm của Đình Nam, sự tức giận trong tôi lại hừng hực khí thế mà tuôn trào. Mắt nhìn thẳng người đàn ông trước mặt mình: này nha, tôi chịu anh hết nổi rồi đấy. Vừa rồi thì tự ý thơm má tôi, giờ lại tự ý ấn thang máy xuống tầng 1. Anh bị điên à? Đình Nam nhìn tôi gật đầu, miệng cười để lộ hàm răng đều thẳng tắp của sự tươi mát, chứ không phải vẻ u ám trên khuôn mặt lạnh lùng thường thấy. Ừ, bị điên đấy, thì sao? Tôi bị nụ cười của Đình Nam làm cho mê hoặc, đứng nhìn anh ta như kẻ bị thôi miên. Chỉ đến khi cánh cửa thang máy mở ra thì tôi mới choàng tỉnh mà đẩy Đình Nam đứng cách mình ra một chút. Nhìn thấy người bên ngoài đi vào là Đình Dương, khiến tôi thấy có chút ngượng ngùng, định đi ra mà thang máy lại đóng cửa mất rồi. Ở trong thang máy, Đình Dương chủ động mở lời trước: em với Hoài Thương sao rồi? Hai đứa vẫn đang tìm hiểu tốt chứ? Chuyện của tôi, anh tốt nhất là đừng quan tâm. Thế sao được? Dù gì thì chúng ta cũng là anh em cùng bố với nhau mà. Phận là anh, đương nhiên phải quan tâm em trai của mình chứ. Cảm ơn sự quan tâm của anh, nhưng mà tôi không cần. Cũng chính vào lúc này, cửa thang máy được mở ra, khiến tôi mừng rỡ một cách kinh khủng. Bởi cái thứ áp lực vô hình tôi có khi phải đứng cạnh hai cái người đàn ông này khiến tôi gần như là nín thở nãy giờ luôn. Bước ra ngoài thang máy, tôi hít lấy hít để không khí quanh mình để bù đắp sự thiếu hụt oxy bên trong mình, rồi mới vững bước đi về chỗ làm việc được. Ngồi làm việc được 20 phút thì Đình Nam gọi tôi vào để giao một số việc cần làm cho anh ta trong buổi sáng nay. Sau khi trao đổi công việc xong, tôi có chút nhiều chuyện mà nán lại hỏi. Hình như quan hệ của anh với anh trai không được tốt mấy. Ừ, từ trước đến giờ có bao giờ tốt đâu cơ chứ. Vậy tại sao lúc đấy anh lại làm hành động đó với tôi? Có uẩn khúc gì chăng? Biết ít sẽ tốt hơn là biết nhiều. Ra ngoài làm việc đi, đừng có hỏi linh tinh nữa. Tôi nhìn Đình Nam có chút hậm hực, nhưng rồi vẫn phải đi ra ngoài, chứ biết làm sao giờ. Nhưng mà trước khi ra phải nói rõ quan điểm cái đã. Tuy không rõ tại sao anh làm như thế, nhưng mà đừng có tự ý làm như vậy nữa. Tôi không muốn bản thân trở thành kiểu phụ nữ dễ dãi trong mắt người khác. Còn nữa, tôi vẫn luôn hỗ trợ anh hết mình để tìm ra người đứng sau hại tôi mất con, nên làm ơn nếu biết gì thì nói cho tôi nghe với. Nói xong những gì cần nói, tôi lập tức đi ra ngoài. Tôi tự nhủ với bản thân thời gian vẫn còn nhiều nên cứ bình tĩnh, sớm muộn cũng sẽ tìm ra hung thủ hại mình thôi. Tối hôm đó, sau khi tan làm trở về nhà thì tôi phát hiện ra có một đôi dép lạ để ở trước cửa nhà. Đi vào trong thì thấy mẹ đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông, bên cạnh còn có em trai tôi nữa. Giây phút hai ánh mắt chạm trúng nhau khiến tôi nhận ra người đàn ông ấy chẳng phải là bố của tôi hay sao. Mẹ tôi chứng kiến cảnh hai bố con lâu ngày gặp lại mà chỉ biết nhìn nhau, liền cất lời trước: về rồi đấy hả con,
Dạ. Bố nói lâu quá không gặp, càng lớn thì Thi nhà mình càng xinh bà nhỉ. Rõ là bố con của nhau, ấy thế mà giờ nghe cách nói chuyện thật chẳng khác nào người họ hàng xa lâu ngày gặp lại. Bố qua chơi ạ? Ừ, bố qua chơi. Nhìn thấy mọi người đều khỏe mạnh bình an như này là bố mừng rồi. Tôi đi lại ngồi xuống bên cạnh mẹ, đặt túi sách đeo lên vai xuống rồi hỏi bố. Bố vẫn khỏe chứ? Ừ, bố khỏe. Giờ bố làm gì, có gần đây không ạ? Bố làm bảo vệ cho một nhà hàng cách đây hơn 3 cây, nay được nghỉ nên bố tranh thủ qua đây thăm mọi người. Dạ là thế. Nói đến đây thì mẹ tôi đứng lên giục mọi người đi ăn, có gì thì vừa ăn vừa nói chuyện. Ngồi xuống bàn ăn, nhìn một bàn 4 người có đủ bố mẹ và em trai, khiến tôi thấy lòng mình bình yên với hạnh phúc lắm. Giá mà hình ảnh này có thể xuất hiện thường ngày trong cuộc sống của tôi thì tốt biết bao. Em trai tôi trước khi ăn thì có nhìn qua bố mẹ và tôi rồi nói: con mời bố ăn cơm, con mời mẹ ăn cơm, em mời chị ăn cơm. Ngay sau câu của Khôi là đến lượt tôi: con mời bố ăn cơm, con mời mẹ ăn cơm, mời em trai ăn cơm. Bố tôi nghe xong thì mỉm cười hiền hòa, đôi mắt ửng đỏ, kiểu rưng rưng xúc động. Hai đứa ăn đi. Nhìn cảnh gia đình mình quây quần bên bàn ăn, bố thấy mình có lỗi quá. Giá mà năm xưa. Thấy bố càng nói càng cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn ba mẹ con chúng tôi, khiến trong tôi vô hình trào dâng thứ cảm xúc nghẹn ngào khó nói nên lời. Cả mẹ và tôi đều im lặng, nên người lên tiếng phá vỡ cái không khí ảm đạm trên bàn ăn lúc này chính là Khôi. Thằng bé gắp một miếng thịt để vào bát cho bố tôi mà nói: bố ăn đi, nay mẹ nấu toàn món ngon để chiêu đãi bố thôi. Bố tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn Khôi, gật gật đầu: bố biết rồi, cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm Khôi à. Nhà mình cũng cầm đũa lên đi chứ. Chà chà, món ăn hôm nay nhìn ngon quá. Vâng ạ. Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Ăn tối xong thì mẹ tôi đi pha trà, còn tôi thì đi rửa bát. Cậu em của tôi thì cho nó gọt hoa quả. Bố tôi ngồi nhìn thấy cậu con trai của mình gọt quả táo vụng về quá, nên ông ấy gọt giúp luôn. Bố tôi ngồi chơi đến 9 giờ tối thì đứng lên đi về. Do lúc sang đây ông đi xe ôm, nên lúc về tôi chủ động lấy xe máy trở về. Ngồi trên xe, tôi bảo với ông ấy: địa chỉ nơi bố đang ở là chỗ nào? Con cứ đi đi, bố nhớ đường nên để bố ngồi sau chỉ cho. Vâng ạ. Trước khi rời đi, mẹ tôi có căn dặn tôi lái xe cẩn thận. Bà cũng bảo với bố tôi là lúc nào rảnh thì cứ ghé qua chơi với các con, không phải ngại chuyện cũ. Theo lời bố tôi giải thích, chuyện đòi tiền từ mẹ và tôi thì mới cho đón Khôi về đều là chủ ý của người đàn bà kia. Ông cũng đã nhận phần sai khi biết việc em trai tôi bị mẹ kế đánh mà không can ngăn, còn hứa sẽ làm đủ tiền để trả lại số tiền năm xưa lấy từ tôi. Ngoài ra, tôi còn biết được lý do bố ly hôn với người kia là do bà ta quá ham mê mấy trò đỏ đen cờ bạc các thứ, đến mức lấy hết tiền bố tôi tích góp được bao nhiêu năm đem đi đánh bạc. Nhìn lại thì thấy bố tôi vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Nếu ai đó hỏi tôi có muốn bố mẹ quay lại không thì câu trả lời hiện tại của tôi là không. Bởi lẽ có những thứ đã đánh mất thì rất khó để lấy lại, thậm chí là vĩnh viễn không thể lấy lại. Còn trách nhiệm báo hiếu của con cái với đấng sinh thành thì vẫn phải làm trọn vẹn trong khả năng thôi. Tôi đi theo đúng con đường mà bố chỉ cho mình thì dừng trước cửa một nhà nghỉ bình dân. Thấy lạ nên tôi có hỏi bố: bố có nhớ nhầm đường không vậy? Sao lại dừng trước nhà nghỉ? Không nhầm đâu, bố hiện đang ở tạm đây mấy hôm. Là sao ạ? À, chỗ bố làm thì người ta có bao ăn ở đấy, nhưng do chỗ đó hiện đang được tu sửa lại nên chắc là bố sẽ phải ngủ ở nhà nghỉ ít hôm. Mà con về đi cũng muộn rồi đấy. Vâng ạ. Mà bố này. Hừ, sao con? Hay là bố qua chỗ con ở ít hôm đi, bao giờ bên kia người ta tu sửa xong rồi bố quay lại đó. Như thế sao được, bố sợ làm phiền cuộc sống của ba mẹ con lắm. Con không thấy phiền gì đâu, bố cứ qua đi. Bố Hoàn nhìn tôi ái ngại
kiểu do dự nửa muốn đi, nửa muốn không đi. Nắm bắt được điều đó, tôi liền mạnh dạn nói thêm câu: bố lên lấy đồ rồi trả phòng cho người ta đi, còn ở đây đợi. Nhưng mà không được đâu, bố thấy mình vẫn nên ở nhà nghỉ thì tốt hơn. Bố à, khi con vẫn còn gọi bố là bố, thì con sẽ có trách nhiệm với bố, vậy nên bố làm ơn lên lấy đồ trả phòng đi. Nhưng bố mà không chịu qua ở là lần sau đừng có nhìn mặt con nữa đấy. Dưới sự cứng rắn của tôi thì bố cũng đã gật đầu đồng ý mà đi lên thu xếp đồ đạc trả phòng mà qua nhà tôi ở. Không biết là do đàn ông người ta dùng ít đồ hay do bố tôi không có đồ mà lúc đi ra khỏi nhà nghỉ, bố chỉ đeo theo đúng cái ba lô nhỏ ở sau lưng cùng một túi nhỏ xách trong tay. Nhìn dáng đi khom người trên đôi dép lê đã cũ, đi nhiều đến mòn cả đế, mà tôi lại thầm nghĩ: nếu đã chọn ly hôn rũ bỏ vợ con để sống một cuộc đời của riêng mình rồi thì phải sống cho hạnh phúc vào chứ, tại sao trở nên thê thảm hơn vậy? Chả lẽ mọi chuyện trên đời cứ phải thử mới biết đâu là chân quý nhất sao? Chở bố về nhà của mình, mới đầu mẹ tôi cũng khá bất ngờ khi thấy tôi chở bố về. Nhưng nghe tôi trình bày sự việc xong thì bà cũng vui vẻ đồng ý với quyết định của tôi. Sau khi hỏi qua ý của em trai tôi thì thằng bé cũng đồng ý để cho bố tôi ở cùng phòng với nó ít hôm. Sắp xếp tất cả mọi thứ ổn thỏa thì tôi trở về phòng của mình, lấy đồ đi tắm rồi ngồi vào bàn mở máy tính lên để làm việc, thống kê lại việc bán buôn của mình trong thời gian qua. Xong xuôi mọi thứ thì mới leo lên giường đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, tôi đi xuống dưới nhà thì thấy bố đang làm đồ ăn sáng cho chúng tôi ở trong bếp với món cơm rang thập cẩm. Rang xong thì bố có lấy ra đưa cho tôi một bát. Không biết là khẩu vị của con có còn giống như trước không, nhưng bố nhớ ngày trước món con thích ăn nhất là cơm rang do bố làm. Vâng, khẩu vị của con vẫn giống trước bố ạ. Con nhớ lúc đó cơm chỉ có mắm muối, mỡ, mì chính mà thôi, chứ không có nhiều đồ rang cùng như bây giờ. Con ăn thử đi, tay nghề của bố khá hơn trước rất nhiều rồi đấy. Vâng ạ. Tôi lấy thìa xúc một miếng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nhìn bố gật gật đầu mà nói: ngon lắm bố ạ. Ừ, ngon thì ăn nhiều vào nha. Vâng ạ. Này bố có phải đi làm không ạ? Có, bố chuẩn bị đi bây giờ đây. Có cần con chở bố qua đó không? Không cần đâu, bố có mượn xe đạp của mẹ con để đi rồi. À vâng. Ăn sáng xong là tôi ngồi nghỉ một lúc rồi mới đứng lên đi ra ngoài lấy xe máy rời đi. Đến công ty, tôi ngồi làm việc được 15 phút thì Đỉnh Nam mới đến. Khi ấy anh ta đang bận nghe điện thoại nên cũng không ngó ngàng gì đến tôi cả. Làm việc đến gần giờ nghỉ trưa thì tôi nghe có tiếng bước chân của ai đó về phía mình. Liền ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cô gái với bộ vest màu hồng cùng mái tóc búi ở sau nhìn rất thanh lịch. Khuôn mặt thì thanh tú, đường nét hài hòa, nhìn rất có cảm tình. Tôi đứng dậy, khẽ cúi đầu chào cô gái ấy rồi hỏi: xin chào, cô đến tìm sếp Nam đúng không ạ? Đúng rồi, anh ấy có ở trong phòng làm việc không vậy? Dạ có. Lời tôi vừa dứt thì cánh cửa phòng Đỉnh Nam được mở ra, anh ta xuất hiện ngay sau đó cùng ánh nhìn hướng thẳng về phía tôi mà nói: này cô kia, trưa nay ăn gì đấy, cho tôi ăn ké được không? Nói xong câu này, Đỉnh Nam không cần tôi nhắc gì thì cũng nhìn ra ở đây ngoài hai đứa tôi ra thì còn có thêm một người khác nữa. Ủa, em qua đây làm gì vậy? Cô gái xinh đẹp kia bước đến gần, đứng trước mặt Đỉnh Nam hơn. Cô ấy giơ túi đồ nhỏ đang cầm trong tay lên mà nói: em mang bữa trưa cho anh nè. Ở đây toàn là món em tự nấu đó. Tuy không được ngon như ngoài hàng, nhưng em đã cố gắng hết sức rồi. Mình ăn cùng nhau nha anh. Đỉnh Nam liếc nhìn qua tôi một cái, thấy tôi có vẻ rừng rưng không để ý lắm thì liền gật đầu với cô gái kia: được thôi. Đưa mắt xuống nhìn đồng hồ đeo tay, anh còn 7 phút nữa mới hết giờ làm việc, em chờ được chứ? Dạ được ạ. Vậy thì vào trong đi, em uống gì để anh kêu nhân viên làm cho? Em muốn uống nước cam ép ạ. Ừ, anh biết rồi, em vào phòng ngồi đi để anh bảo nhân viên. Vâng ạ. Không cần hỏi cũng biết cái người nhân viên được anh ta nhắc đến ở đây là ai rồi mà. Đi mua đi,
ở đó mà nhìn tôi à? Đối diện đây có quán bán nước ép đấy, mua thêm cho tôi một nước ép dưa hấu nữa. Có phải anh cố tình kiếm việc cho tôi làm đúng không? Ở đấy thì sao? Ở đây ai có quyền thì người đó có tiếng nói. Được thôi, đi thì đi. Chả hiểu sao, nhưng tôi có cảm giác một ngày cái tên Đình Nam này không kiếm việc để chọc điên tôi thì anh ta không chịu được thì phải. Đang đói sắp lả cả ra đây còn bắt đi mua nước cam ép nữa. Đúng là biết cách hành hạ con người ta đây mà. Một lúc sau, tôi trở về với hai cốc nước ép theo đúng yêu cầu của Đình Nam. Chưa gì, đã thấy anh ta đứng ở ngoài chờ sẵn rồi. Cô ngủ quên ở quán nhà người ta hay sao mà giờ mới về? Ờ, đông khách quá nên phải chờ. Tôi đưa hai cốc nước ép đang cầm trong tay cho anh ta rồi bảo, của anh đây. Đình Nam lấy ra cốc nước ép dưa hấu đưa lại cho tôi. Uống một mình đi, cô vẫn thích nước ép dưa hấu mà. Tiền mua nước ép tôi để trên bàn rồi đó. Tôi nhìn Đình Nam bất ngờ, định nói điều gì đó thì anh ta đã xoay người đi vào trong mất rồi. Tôi hết nhìn về phía cánh cửa trước mặt, lại nhìn xuống cốc nước ép dưa hấu trong tay mình. Thật không nghĩ là trong đầu anh ta vẫn còn nhớ món đồ uống mà tôi yêu thích. Trưa hôm đó, sau khi cô gái kia đã ra về, tôi có hỏi Đình Nam xem đấy là ai thì biết được cô gái xinh đẹp ấy tên là Hoài Thương, đối tượng mà anh ta đi xem mắt lần trước. Cô gái này thì bằng tuổi với tôi, mới đi du học ở nước ngoài về. Bố Hoài Thương thì đang nắm giữ cổ phần trong công ty nhà Đình Nam. Ngoài ra, bố mẹ cô ấy còn kinh doanh về một số dịch vụ spa làm đẹp khác nữa. Nói chung là cả hai bên gia đình đều rất môn đăng hộ đối, nên nếu cứ đi đến kết hôn thì không có gì để phải bàn cãi cả. Tôi nghe Đình Nam kể xong thì cười nhạt một cái, cảm thấy những gì mình thắc mắc về cô gái ấy đã được giải đáp, liền chủ động chuyển qua chủ đề khác. Anh có đang nghi ngờ ai làm ra những chuyện hại tôi chưa? Hiện tại là chưa, chắc có lẽ phải chờ thêm thời gian nữa để xem thế nào đã. Liệu chúng ta có nên tạo tình huống giả giống năm xưa để đối phương tự xa lưới không? Ý cô là sao? Kiểu như giả vờ tung tin tôi có bầu ý. Tôi vừa nói ra một ý tưởng cực kỳ hay như thế, vậy mà lại bị Đình Nam thẳng tay cốc cho một cái vào đầu. Tôi đưa tay lên xoa xoa chỗ bị anh ta cốc, mặt thì nhăn nhó nhìn đối phương. Đau, sao anh cứ thích cốc đầu người khác thế nhỉ? Lỡ tôi bị ngu đi thì sao? Đình Nam mỉm cười. Một cái cười mỉm rất nhỏ thoáng qua đôi ba giây rồi lại nhanh chóng trở về vẻ không cảm xúc. Thì kệ cô, thiết nghĩ anh ta mà là em trai tôi thì tôi cốc cho to đầu anh ta rồi. Người gì toàn cậy có quyền để ức hiếp người khác thôi. Vậy thì anh nói đi, anh có chủ ý gì hay hơn không? Chờ đợi. Có thể cụ thể hơn được không? Đợi thêm một thời gian nữa. Nếu không có ai phá đám chuyện tôi đi quen Hoài Thương thì khả năng cao người làm ra chuyện hại cô là vì ghét cô chứ không phải vì thích tôi. Lỡ có nhiều người không thích việc anh quen cô gái đó thì sao? Làm sao có thể đánh đồng hai chuyện đó là một được? Yên tâm đi, tôi tự tính toán được điều đó. Đình Nam nói khá là úp mở, có lẽ anh ta cũng đã lên được một vài cái tên tình nghi trong đầu của mình rồi. Mong sao mọi chuyện có thể kết thúc sớm để cuộc sống của tôi sớm trở về là một con bé chuyên bán hàng online mà thôi. Vậy thì mọi chuyện cứ theo ý của anh đi. Trở về chỗ làm việc, tôi lại tiếp tục với những công việc của cô thư ký. Tan làm thì tôi ghé qua một shop bán đồ nam để mua cho bố mấy bộ quần áo mới, chứ nhìn thấy mấy cái bộ đồ bố tôi mặc qua này đều đã cũ với bạc màu hết rồi. Mang theo túi đồ vừa mua trở về nhà, do bố phải làm đến 10 giờ đêm mới tan ca, nên tôi mang túi đồ để gọn vào một góc đợi bố về rồi đưa sau. Tối đó, bố tôi trở về nhà cũng đã gần 11 giờ đêm, cùng một bên gò má bị sưng thâm đỏ. Tôi thấy vậy thì hốt hoảng chạy đến, lo lắng hỏi bố. Bố, má của bố bị sao vậy? Sao lại sưng lên thế kia? Bố nhìn tôi ái ngại, đưa mắt nhìn quanh xem còn ai ở dưới nhà nữa không. Sau khi chắc chắn được chỉ có mình tôi ở dưới tầng 1, liền mỉm cười trấn an. Bố không sao đâu, con đừng lo. Tôi đỡ bố ngồi xuống ghế, lồng ngực phập phồng lo lắng cùng chút bực mình,
Khi bố lảng tránh trả lời câu hỏi của tôi, bố nói đi, bố bị ai đánh phải không? Ờ thì cũng không hẳn là bị đánh, chỉ là tình huống ngoài ý muốn mà thôi. Vâng, bố nói đi, con đang nghe đây. Hồi nãy ở nhà hàng có nhóm thanh niên uống say, rượu vào lời ra nên không kiểm soát được mà quay ra đánh nhau. Bố vào can thì không may bị người ta đấm cho một quả vào mặt. Thế ngoài bị đấm ở mặt, bố có bị thương ở đâu nữa không? Không con ạ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía vết sưng ở má của bố mà đau lòng. Bố hả? Bố có tuổi rồi đấy, làm gì cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. Bố nghĩ gì mà bản thân đã có tuổi rồi lại đi vào khuyên can mấy cái thằng thanh niên say rượu đánh nhau, rồi lỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra thì sao? Bố biết rồi, lần sau bố sẽ chú ý hơn. Nhìn bố lúc này kiểu tội tội nên tôi không nói về việc này nữa, thay vào đó là câu hỏi: bố có đói không? Không, bố ăn ở chỗ làm rồi nên không đói. Bố ăn lúc mấy giờ? Lúc hơn 5 giờ con ạ. Vì giờ đó không có khách nên thường sẽ đi ăn vào lúc đó. Bố có muốn ăn mì tôm cùng con không? Hồi tối con ăn hơi ít nên giờ thấy đói, sẵn tiện con luộc quả trứng cho bố lăn mặt luôn. Ừ, vậy cũng được. Mẹ con với Khôi đi ngủ rồi chứ? Vâng, chỉ có con còn thức để đợi bố về mở cửa cho bố mà thôi. Do hồi sáng mẹ tôi quên không có đưa chìa khóa nhà cho bố, với một phần tôi cũng muốn đưa túi đồ mình mới mua cho ông ấy, nên thành ra bản thân chủ động ngồi đợi bố ở dưới này luôn. Tôi giục bố lên phòng thay đồ lau người đi, còn bản thân mình sẽ đi vào bếp pha mì tôm với luộc trứng cho bố lăn mặt. 15 phút sau, ngồi trên bàn ăn với hai bát mì tôm đang nghi ngút khói, bên trong thì có trứng với ít thịt lợn được tôi bỏ vào pha cùng ăn cho ngon. Tôi bảo với bố: ăn thôi bố, con đói lắm rồi. Ngồi ăn mì tôm ở cái giờ gần nửa đêm này, tôi lại vô thức nhớ đến mình của những năm tháng sinh viên. Có hôm ăn mỗi cái bánh mì từ sáng rồi lên trường đi học, học xong thì ghé chỗ làm thêm luôn đến tối muộn mới về, nên thành ra cả ngày ngoài bánh mì lót dạ từ sáng là chưa ăn gì cả. Về tới nhà lấy vội nồi ra đun nước để pha mì tôm, nghĩ lại thì thấy đúng toàn là kỷ niệm khó quên mà thôi. Bố tôi rõ là nói không đói nhưng lại ăn hết sạch luôn bát mì tôi pha cho, ăn xong còn vui vẻ nhìn tôi nói: mì con pha ngon quá. Tôi đứng lên đi lấy quả trứng còn để trong nồi mang lại cho bố. Bố lăn cái này lên chỗ má bị sưng đi, nó giúp làm sưng hiệu quả lắm đấy. Ừ, bố biết rồi. Trong lúc bố ngồi lăn trứng trên má thì tôi còn đi rửa bát, dọn lại khu bếp mà mình vừa bày bừa ra, sau đó thì đi lấy túi đồ quần áo đưa cho bố. Gì thế con? Con thấy quần áo của bố cũ hết rồi nên có mua ít đồ mới cho bố. Bố đừng ngại gì mà cứ nhận đi. Bàn tay đang lăn quả trứng trên má của bố tôi dừng lại. Bố đặt quả trứng xuống bàn rồi dùng hai tay lấy ít đồ ở trong túi ra, ngắm nghía từng bộ đồ một cách thích thú, cùng ánh mắt nhìn tôi đầy cảm kích. Cảm ơn con nhé, đồ đẹp lắm. Dạ, bố thích là con vui rồi. Thích, bố thích lắm. Đồ của con gái mua cho bố thích lắm luôn. Vâng, bố xem có còn thiếu đồ dùng cá nhân nào không thì bảo con để con mua cho bố. Không, bố không thiếu gì cả đâu, như này là quá đủ rồi. Cảm ơn con, cảm ơn nhiều lắm. Thấy bố cứ cảm ơn liên tục là tôi hiểu bố chắc mừng với thích món quà này lắm. Hai bố con tôi ở dưới nhà thêm một lúc rồi cũng đứng lên trở về phòng đi ngủ, chứ giờ này cũng muộn lắm rồi đấy. Ngày hôm sau, vừa đến công ty thì tôi nhận được cuộc gọi của Đình Nam. Anh ta bảo thân đang ở viện với bé Mina, do bé bị ốm nên chắc sáng nay không qua công ty được. Dặn tôi mang laptop ở phòng làm việc qua để anh làm việc. Thế là vừa ngồi xuống ghế chưa kịp ấm chỗ thì tôi đã phải đứng lên cầm laptop qua cho Đình Nam. Đi xe máy gần 20 phút thì tôi cũng đến được bệnh viện. Gửi xe xong là bắt đầu tìm đường đi lên phòng bệnh của bé Mina. Lên đến nơi, nhìn thấy đúng số phòng thì tôi đưa tay lên cầm tay nắm cửa mà đẩy vào. Chào đón tôi lúc này là dáng người quen thuộc của chị Thúy. Chị ạ? Ừ. Nói nhỏ như sợ ai nghe thấy. Em cầm laptop qua cho Đình Nam hả? Vâng ạ. Đưa chị cầm cho.
Chị Thúy nhận lấy đồ từ tay rồi nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc bàn gần đó, tiếp theo là kéo tôi đi ra ngoài. Đình Nam với Mina đang ngủ, có gì chị em mình ra đây nói chuyện nha. Dạ, em cũng chuẩn bị về lại công ty rồi đấy ạ. Mà bé Mina nhà mình ốm sao thế chị? Mina bị ốm từ sáng qua, đến đêm thì sốt cao với lên cơn co giật phải đưa đi cấp cứu. Cũng may có Đình Nam ở bên phụ giúp, anh ấy cả đêm rồi không có ngủ. Hồi nãy nghe chị dục nhiều quá thì mới chịu nằm xuống bên cạnh Mina chợp mắt một lúc. Vâng, mong bé Mina nhà mình mau khỏe lại. Ừ, lâu rồi con bé chưa có sốt cao như tối qua, chị đúng là sơ ý quá mà. Thấy chị Thúy đang tự trách mình nên tôi nhẹ nhàng đưa tay mình ra nắm lấy tay chị ấy. Chị đừng nói thế, em tin là đối với Mina thì chị luôn là bà mẹ tuyệt vời nhất và cũng sẽ không yêu ai Mina hơn chị đâu. Chị biết rồi, cảm ơn em. Tôi ngồi lại với chị Thúy thêm một lúc rồi mới ra về. Trên đường trở lại công ty thì trong đầu cứ nhớ đến hình ảnh hồi nãy lúc bước vào phòng bệnh của bé Mina. Cái hình ảnh mà Đình Nam nằm ôm bé Mina ngủ khiến tôi vô thức nhớ đến đứa con năm xưa của mình. Giá mà năm đó tôi không bị mất con thì có phải hình ảnh người bố ôm con ngày hôm nay tôi thấy được sẽ có thể là anh và con của chúng tôi chăng? Một người đàn ông không ngần ngại thức đêm chăm lo cho con gái nuôi của mình như thế thì đủ để hiểu anh là một ông bố tuyệt vời như thế nào. Tiếc là con tôi lại chưa từng có cơ hội cảm nhận được tuyệt vời đó. Những ngày sau đó, mọi thứ đều diễn ra bình thường yên ả đến rất đỗi bình yên. Đều đặn mỗi sáng, bố tôi sẽ là người thức dậy sớm nhất để chuẩn bị đồ ăn sáng cho ba mẹ con tôi, sau đó mới đi làm. Tối thì bố sẽ về nhà lúc tầm 10 rưỡi hoặc 11 giờ, tùy thuộc xem khách ngày hôm đó ở nhà hàng về hết chưa. Tôi cũng có bảo bố chuyển qua làm ở chỗ khác để được về sớm hơn, thì bố lắc đầu từ chối. Bố bảo làm ở đây được ăn, với lại thi thoảng dắt xe hộ khách còn được họ cho tiền nữa. Đấy, niềm vui trong công việc của bố tôi chỉ có thế, nên là tôi chỉ biết dặn bố cẩn thận hơn, đừng có thấy người ta đánh nhau mà nhảy vào can ngăn như hôm trước là được. Nay chủ nhật cuối tuần nên tôi không phải đi làm. Tối qua vừa livestream bán hàng, bán cả kiện hàng áo phông nên sáng nay phải ngồi lại gọi điện lại xin thông tin nhận hàng của khách. Từ đợt thuê thêm bé nhân viên vào làm theo giờ, tôi cũng nhàn nhã hơn trước đấy. Ngày nào có hàng là gọi bé qua làm giúp cùng với mẹ tôi nữa. Bận bịu cả sáng nên không có thời giờ nấu cơm. Thế tôi mạnh dạn gọi 4 suất nem nướng Nha Trang ở hàng đầu ngõ về ăn. Tuy các thành phần món của món này nhìn qua khá đơn giản, với thịt lụi, rau sống, dưa chuột, cà rốt, rau thơm, bánh tráng chiên giòn và tương chấm, nhưng mà khi được gói lại vào nhau chấm thật đậm đà với nước chấm thì đúng là ối giời ơi, ngon nhức cái nách nhà bà con ơi. Ăn một lần là đảm bảo nghiện luôn đấy. Ăn chưa xong thì bé nhân viên báo có việc phải về. Mẹ với Khôi thì lên phòng nghỉ trưa, còn tôi thì ngồi kịp lại hàng để lát shipper qua lấy. Tầm 1 giờ rưỡi chiều, tôi nghe có tiếng xe ở ngoài cổng nên hướng mắt nhìn ra thì thấy bố đi làm về. Ca làm việc của bố là từ sáng đến 2 giờ chiều, rồi về nghỉ trưa, sau đó sẽ làm lại vào lúc 5 giờ chiều cho đến 10 giờ tối hoặc là đến lúc hết khách. Này sao về sớm thế bố? Này ít khách nên bố về sớm, con vẫn đang làm hàng hả? Vâng. Có cần bố giúp gì không? Bố cũng đang rảnh này. Dạ thôi, bố cứ lên nhà nghỉ đi, con tự làm được. Bố tôi đi về hướng cầu thang, vừa bước lên đó được một bậc, liền quay lại hỏi tôi. Bố định lên gội đầu, con cho bố mượn máy sấy tóc nha. Vâng, bố cứ qua phòng con mà lấy. Còn để ở cái kệ để đồ gần cái tủ quần áo đấy ạ. Ừ, bố lên phòng đây, con làm việc tiếp đi nha. Vâng ạ. Một lát sau em trai tôi từ trên nhà đi xuống, thấy bảo qua nhà bạn học nhóm nên tôi cũng vui vẻ bảo em đi sớm về sớm. Nếu có hết tiền tiêu vặt
thì bảo tôi để tôi đưa thêm, nhưng Khôi lại lắc đầu nói: "Em còn tiền mà chị, hết em sẽ tự xin chị nên chị đừng có lo." "Ừ, đi xe cộ cẩn thận vào đấy, nhớ về sớm nha." "Vâng, em biết rồi." "Thấy chị càng ngày càng nói nhiều giống mẹ đấy nha." "Thì sao, thích ý kiến à?" "Không, em làm gì dám ý kiến gì đâu mà. Thôi em đi đây." Em trai tôi vừa ra khỏi nhà thì shipper đến lấy hàng, sẵn tiện mang theo 15 đơn hàng khách bom không nhận hàng qua cho tôi. Thế là nhìn đống hàng gửi đi thì khấp khởi ngập tràn con số, hàng hoàn về thì đúng là muốn khóc quá đi. Đã thế anh shipper còn trêu: "Anh thấy hàng bên em là bị hoàn ít nhất rồi đấy, buồn bán mát tay ghê." "Anh cứ khéo động viên, nhìn chỗ này là em biết shop em bị hoàn nhiều nhất rồi." "Lát gọi vào số điện thoại của mấy đơn hàng không nhận này, chửi cho họ một trận." "Vâng, em cũng tính thế, mà sợ chưa chửi được câu nào, người ta đã chặn số máy của mình luôn rồi." Anh shipper nghe xong thì bật cười rồi nói: "Thế nha, anh lấy đủ số đơn hàng em báo trên hệ thống rồi đấy, anh đi đây." "Vâng ạ." Nhìn anh shipper chở theo số hàng của mình rời đi thì tôi mới yên tâm vươn vai, xoay người qua trái, qua phải để thư giãn cái tấm thân cật lực làm việc từ sáng đến giờ của mình, rồi mang mấy cái đơn hàng bị khách bom vào trong nhà, để mấy nữa có live stream mà bán thì sẽ để giá rẻ bán lại cho khách khác. Tôi bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ ở dưới tầng 1, đang lau nhà thì thấy bố ở trên phòng đi xuống. Sau lưng ông đeo ba lô, tay thì xách túi đồ theo sau bố tôi là mẹ. Tôi tròn xoe mắt nhìn bố hỏi: "Bố đi đâu thế ạ?" "Bên kia người ta sửa xong nhà cho nhân viên rồi, chắc là bố sẽ dọn qua đó ở luôn. Bố cũng vừa nói chuyện với mẹ con xong, cảm ơn ba mẹ con đã cho bố ở nhờ trong thời gian qua." Mẹ Quế đứng ở bên nhìn tôi khẽ gật đầu rồi nói: "Mẹ bảo với bố con rồi, khi nào rảnh ông ấy sẽ qua chơi." "Vâng, con hiểu điều đó mà." Bố đi đến nắm lấy tay tôi mà dặn dò: "Nhớ phải sống tốt đấy, nhìn con lam lũ vất vả mấy năm qua, bố thật sự xin lỗi vì chả giúp được gì." "Bố xin lỗi, ngàn lần xin lỗi con gái à?" Nói rồi bố giang hai tay ra ôm chặt lấy tôi vào lòng trong sự xúc động, cùng lời xin lỗi luôn được bố tôi nói đến rất nhiều từ nãy đến giờ. "Bố xin lỗi, bố sẽ sớm quay về bù đắp lại cho con thôi." "Không sao đâu mà, con rất tự hào về bản thân của mình những năm qua, nên bố đừng nghĩ đó là cơ cực." Bố Hoàn từ từ buông tôi ra, đứng đối diện trước tôi cùng ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc khó diễn tả. "Con gái của bố lương thiện quá, sau này nhất định sẽ có một người đàn ông tốt, yêu thương nâng niu và trân trọng con." Không biết bố đang nghĩ gì, nhưng nhìn bố khiến tôi cứ có cảm giác là lạ, rất khó diễn tả. Đâu phải sẽ không thể gặp lại nhau nữa đâu, mà bố nói cứ như là cuộc chia tay không ngày gặp lại vậy. Bố cũng ôm chào tạm biệt cả mẹ tôi nữa. Tôi có bảo để tôi chở bố qua chỗ ở bên kia thì bố lắc đầu từ chối. Đứng nhìn theo bố dần đi xa khuất khỏi tầm mắt thì tôi liền bảo với mẹ: "Con cứ thấy bố cư xử lạ kiểu gì ấy mẹ ạ." "Mẹ cũng không biết nữa, chắc ông ấy thay đổi thật rồi." "Vâng, hy vọng là thế ạ." Tiễn bố đi rồi thì tôi quay lại tiếp tục công việc lau nhà còn dang dở của mình. Sau đó thì đi lên phòng nằm nghỉ, mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi tôi nhìn thấy tờ giấy để trên giường của mình. Cầm lên đọc thì ngỡ ngàng đến bất ngờ trước những dòng chữ bố để lại cho tôi: "Xin lỗi con gái rất nhiều, bố hứa sẽ trả lại cho con tất cả vào một ngày không xa. Hy vọng con hiểu và thông cảm cho bố." Đọc những dòng trên mà tôi vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu gì cả, chỉ đến khi thấy chỗ tủ quần áo có phần vạt áo ở trong bị thỏ ra mà tôi nhớ rõ ràng từ sáng đến giờ tôi đâu có lấy gì trong đó ra, còn cả ngăn kéo bàn trang điểm nữa, tại sao lại đóng không khít gì cả. Sực nhớ đến 10 triệu hôm qua tôi rút về để trong đó, liền vội vàng đi lại mở ra thì kết quả nhận được là còn đúng cái nịt. Linh cảm có chuyện chẳng lành,
Tôi liền đi đến mở cửa tủ quần áo ra, phát hiện đồ đạc bên trong bị đảo lộn khá nhiều. Thứ tôi tìm đến đầu tiên là cái hộp gỗ để ở góc tủ. Ở trong có chứa một số món trang sức tôi tự mua cho mình mấy năm nay. Miệng liên tục cầu mong mọi thứ tôi nghĩ là sai. Nhưng mà khi mở hộp ra thì có lẽ thứ niềm tin cuối cùng tôi dành cho bố cũng không còn nữa rồi. Hơn 5 chỉ vàng cùng sợi dây chuyền năm xưa Đình Nam tặng tôi đều biến mất. Tôi lắc đầu cùng bờ môi run run, ánh mắt hoảng loạn vì không thể tin vào mọi thứ đang diễn ra quanh mình. Không, không thể, bố không thể làm thế với con được. Lời vừa dứt, tôi vội vàng đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng mà lao như con thiêu thân xuống dưới nhà. Không dám kể chuyện này với mẹ mà chỉ âm thầm lấy xe máy phóng qua chỗ làm của bố. Tôi phải nhanh lên trước khi ông ấy bỏ đi đâu mất. Qua đến nơi, tôi hỏi trực tiếp anh quản lý của nhà hàng thì biết được bố tôi đã xin nghỉ từ hôm qua rồi. Sẵn sự hoài nghi trong lòng nên tôi hỏi luôn việc ẩu đả lần trước ở nhà khiến bố bị thương ở mặt, thì anh quản lý ấy nói không hề có vụ đó, đặc biệt hơn nữa là chả có cái vụ tu sửa nhà gì ở đây cả. Chỗ ở của nhân viên nhà hàng vẫn rất tốt. Vậy thì rốt cuộc chuyện này là sao? Không lẽ toàn bộ những gì ông ấy làm trong thời gian qua cho chúng tôi chỉ là diễn kịch thôi sao? Đi ra khỏi nhà hàng, tôi tiếp tục ấn gọi cho số của ông ta, nhưng hình như ông ấy chặn số của tôi rồi thì phải. Tôi không thể gọi vào số đó được nữa. Chắc chắn ông ta đã âm thầm lên kịch bản để bước vào cuộc sống của tôi rồi lén lút tìm kiếm và trộm đi những món đồ có giá trị. Càng nghĩ tôi càng thấy rùng mình run sợ. Hình như tôi lại ngu ngốc nữa rồi. Tôi đi lại hỏi bác bảo vệ làm cùng với ông ấy thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu không biết. Bác ấy bảo mấy hôm trước có vô tình nghe được bố tôi nói chuyện điện thoại với ai đó, đại loại kiểu như van nài xin xỏ người ta như thư nợ cho mấy hôm nữa các kiểu. Đoán ra là vậy. Có lẽ vết thương tối đó cũng là do bọn chủ nợ để lại. Ấy vậy mà tôi đã tin đến mức không chút hoài nghi mà còn lớn tiếng trách ông ấy không biết tự lượng sức mình. Nghĩ lại mới thấy tôi đúng là ngốc mà. Chỉ có ngốc mới hết lần này đến lần khác trao niềm tin cho ông ta. Ngồi trên xe máy về nhà tôi khóc. Cũng chả hiểu sao nước mắt nước mũi nó cứ thi nhau chảy ra đến mức khi dừng xe trước đèn đỏ tôi không kiểm soát nổi mà khóc thành tiếng luôn. Mấy người ở cạnh thấy thế liền đưa tay ra chỉ trỏ các kiểu, nhưng mà tôi mặc kệ. Tôi của hiện tại thật sự đau lắm, uất lắm. Đèn đỏ dần chuyển qua màu xanh. Nghe thấy tiếng còi xe ô tô ở phía sau, tôi vội đưa tay lên gạt nước mắt mà đứng qua một bên rồi phóng xe đi thẳng về phía trước. Về đến nhà, tôi đi một mạch lên phòng của mình, tự khóa trái cường mà nhốt bản thân mình bên trong cùng một màn đêm tối bao phủ. Tôi ngồi thu mình dựa lưng vào giường cùng muôn ngàn câu hỏi vì sao? Tại sao bố lại làm như thế với tôi? Nếu gặp khó khăn gì thì cứ chủ động nói với tôi, giúp được tôi sẽ giúp. Tại sao lại nỡ lòng nào làm ra cái chuyện đó chứ? Số vàng mà tôi có đều là tài sản tôi dành dụm tích góp mua thưởng cho bản thân ở những năm tháng sinh viên vì đã cố gắng không ngừng nghỉ. Còn sợi dây chuyền của Đình Nam tặng nữa, đó là món quà đầu tiên anh tặng tôi. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy tủi thân mà ứa nước mắt ra. Tại sao cuộc đời tôi lại nhiều sóng gió như vậy chứ? Tại sao chính người thân bên cạnh tôi lại khiến tôi cảm thấy thiếu an toàn khi ở bên họ thế này? Cảm xúc lúc này của tôi nó giống như đang cộng dồn tất cả sự bức xúc, tủi hờn bao năm qua đều được bung ra. Đang khóc nức nở là thế thì màn hình điện thoại bật sáng cùng tiếng chuông quen thuộc thông báo có người gọi. Cầm máy trên tay, nhìn thấy số Đình Nam gọi đến, tôi định không nghe rồi nhưng chả rõ làm sao lại ấn nhầm thành nghe máy. Nhìn thấy thời gian cuộc nói chuyện trên màn hình đang được tính giây thì tôi mới miễn cưỡng đưa máy lên nghe. Giọng Đình Nam ở đầu dây bên kia vang lên. Đang làm gì vậy? Cô ăn tối chưa? Đình Nam cứ hỏi, còn tôi thì chọn im lặng cho đến khi anh ta nói câu này.
muốn đi nhậu với tôi không? Tôi đang rảnh. Một gợi ý rất hay cho tâm trạng tôi lúc này, nên tôi đã lên tiếng đồng ý. Được thôi, anh muốn nhậu ở đâu? Ra ngõ đi, tôi đang ở đầu ngõ nhà cô. Ừ, tôi ra ngay đây. Tắt máy xong, tôi đứng dậy bật đèn trong phòng lên, nhìn bộ dạng nhếch nhác của chính mình trong gương, khiến tôi khẽ nhếch mép một cái, rồi lê từng bước chân nặng nhọc đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Sau đó thì cầm theo điện thoại, đi xuống dưới nhà. Tôi bảo với mẹ là đi ra ngoài ăn tối với bạn. Cũng may là mẹ đang nấu ăn trong bếp, nên không có nhìn thấy đôi mắt có phần ửng đỏ của tôi. Đi ra đầu ngõ, nhìn thấy xe ô tô của Đình Nam trước mặt là tôi mới bước tới, mở xe rồi ngồi vào ghế sau. Cứ nghĩ anh ta sẽ hỏi tôi tại sao lại ngồi ghế sau mà không ngồi ghế trước, hoặc không thì cũng sẽ hỏi muốn nhậu ở đâu. Ấy thế mà tuyệt nhiên không hỏi bất cứ câu nào. Tôi ngồi vào xe xong thì anh ta cũng lái xe rời đi luôn. 20 phút sau, chúng tôi có mặt ở một quán hải sản. Tôi để Đình Nam gọi món, còn bản thân chỉ gọi đúng một thứ là rượu mà thôi. Đợi cho đồ ăn được mang lên, rượu được mang ra, thì tôi cầm chai rượu rót đầy vào chén của mình, rồi đưa lên miệng uống một hơi hết luôn. Đang chuẩn bị rót tiếp để uống, thì bị Đình Nam ngăn lại, tự ý lấy đi chai rượu trong tay tôi. Ăn gì đó lót dạ đi, đừng có chỉ uống như thế. Không thích, trả chai rượu lại cho tôi đi. Đình Nam gắp đồ ăn bỏ vào bát cho tôi mà nói, ăn đi rồi tôi đưa cho. Thật chứ? Tôi bắt đầu cầm đũa lên ăn. Ăn được mấy miếng lót dạ rồi thì Đình Nam cũng chịu trả lại chai rượu cho tôi cùng lời nhắc nhở. Uống ít thôi, cô mà say là tôi không đưa cô về đâu. Kệ tôi. Sau câu nói đó thì tôi chỉ có uống, uống và uống cho đến khi bản thân dần nhìn nhận mọi thứ một cách mơ hồ. Tất cả sự phòng bị hay cảm xúc khó nói đều được tôi bộc bạch ra cùng cái giọng lẻ nhẻ đúng chuẩn của kẻ say. Hoàng Đình Nam này, anh có biết gì không? Tôi mới bị bố đẻ của mình lấy trộm mất hơn 5 chỉ vàng, 10 triệu tiền mặt cùng với sợi dây chuyền năm xưa anh tặng tôi đó. Nói đến đây, chưa gì tôi đã thấy khô họng nên lại tự rót cho mình một chén rượu nữa để uống. Uống xong, tôi nhe răng cười một cái rồi lại tiếp tục kể. Anh biết là tôi đã buồn nhiều như nào không? Tôi không tiếc giá trị của chúng đâu, mà tôi đau lòng vì đến cuối cùng, thứ ông ấy chân quý nhất vẫn không phải là chúng tôi. Ông ấy chỉ tìm đến chúng tôi khi mà bản thân gặp khó khăn thôi. Tôi cười, lắc đầu mấy cái để tỉnh táo hơn, chứ hai mắt tôi nó cứ muốn nhắm lại như đang thèm đi ngủ vậy đó. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình an thôi mà. Tại sao cứ hết sóng gió này, đến sóng gió khác lại ập đến, làm cho tôi bị tổn thương vậy hả? Lời vừa dứt thì tôi đã mạnh dạn chỉ thẳng tay vào mặt Đình Nam lớn tiếng nói. Cả anh nữa đấy, anh cũng là người khiến tôi bị tổn thương. Tính cách thì quỷ dị, khó ưa, lúc nào cũng bắt nạt tôi. Nói ra những lời này thì tôi ngồi bật khóc tu tu như một đứa trẻ, khiến cho tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh đều phải tò mò mà nhìn về phía chúng tôi. Trong khi đấy, Đình Nam lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Anh đứng lên, đi sang ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh tôi, rồi cứ thế kéo tôi ôm chặt vào lòng. Mặc cho tôi có ý đẩy ra thì người đó vẫn ôm tôi rất chặt. Ngoan, đừng khóc nữa mà. Tôi nhất định sẽ khiến cho em được sống một đời bình an. Được Đình Nam ôm vào lòng, hít hà chút hương thơm quen thuộc từ anh ta, khiến tôi thấy dễ chịu lắm. Miệng khẽ nấc lên một tiếng rất nhỏ, rồi cọ cọ đầu mình vào vai anh ta, như tìm kiếm một chỗ tựa đầu, rồi hai mắt dần dần nhắm lại. Ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đình Nam im lặng ôm tôi hồi lâu, cảm nhận được sự yên tĩnh cùng hơi thở đều đều từ tôi, khiến anh nhẹ nhàng cúi đầu mình xuống. Chứng kiến cô gái thường ngày hoạt náo hay cãi lời anh thì nay say rượu lại ngoan ngoãn ngủ say như con mèo nhỏ vậy đó. Anh từ từ đưa tay trái của mình lên mà chạm nhẹ vào má cô. Miệng anh vô thức mỉm cười,
cái đồ ham ngủ này. Không sợ tôi làm gì xấu với em à? Dứt lời, anh đưa tay lên ra hiệu cho một bạn nhân viên đang đứng gần đó tính tiền cho mình, sau đó thì bế tôi lên đi ra xe ô tô để trở về nhà. Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cái cổ họng khát khô cùng với sự khó chịu cồn cào trong bụng, đầu thì đau nhức khiến cho tôi nửa muốn tiếp tục nằm, nửa muốn tỉnh dậy để đi uống nước. Đấu tranh tư tưởng ít giây thì tôi chọn ngồi dậy với lấy chai nước gần đó để uống, rồi đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, quanh người nồng nặc mùi rượu khiến cho tôi sực nhớ về tối qua. Tối qua tôi nhớ là mình được Đình Nam rủ đi uống rượu, rồi sau đó như nào nữa thì tôi không nhớ. Cũng chả biết làm sao mình về được phòng. Bản thân đang cố nhớ lại mọi thứ thì tôi nghe có tiếng gõ cửa, giọng mẹ Quế vang lên ở bên ngoài. Thì Thì à, con dậy chưa? Dạ, con dậy rồi mẹ. Mẹ tôi mở cửa đi vào, bà nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm. Con gái con nứa uống cái kiểu gì mà say bí tỉ thế hả? Cười gượng, tôi đưa tay lên gãi đầu. Mà tối qua con về nhà kiểu gì mẹ nhỉ? Sao con không nhớ gì hết vậy? Thì uống say quá rồi, làm sao mà nhớ được gì? Tối qua mẹ đợi mãi không thấy con về nên gọi điện hỏi, thì thấy có người nam nghe máy. Hỏi ra thì biết được con uống say nên cậu ấy đang trên đường chở con về. Mẹ còn nghe bảo là con có chuyện vui nên mới uống nhiều như vậy. Thế rốt cuộc là có chuyện vui gì? Dạ, ai bảo với mẹ là con có chuyện vui? Thì cái cậu đưa con về nói vậy đó. Cái tên Đình Nam này đúng là muốn chiều người tôi đây mà. Rõ là buồn thấu ruột gan lại đi bảo là tôi có chuyện vui. Nhưng mà nếu không nói thế thì mẹ tôi lại lo. Hai giờ, coi như là anh ta đúng đi. Cũng không có gì vui lắm đâu ạ. Chỉ là lâu lâu gặp lại mấy đứa bạn nên con phấn khích uống hơi nhiều. Cái cậu hôm qua chở con về là bạn con đó hả? Mẹ thấy cậu ấy cũng ngoan ngoãn, lễ phép, lại rất tử tế đấy chứ. Vâng, bạn con đấy mẹ ạ. Ừ, qua cậu ấy là người cõng con về phòng đấy, kể cũng tội cho cậu ấy. Sao tội hả mẹ? Con gái của mẹ nhẹ mà. Tại bị con nôn hết ra người chứ sao? Thật hả mẹ? Ừ, mẹ nói dối con làm gì? Ôi là trời, vậy là xong đời rồi đấy. Đời thuở nhà ai lại uống say rồi đi nôn ra người sếp của mình không? Mà với cái tính cách của tôi, thế nào cũng không tự chủ được mà chửi anh ta mấy câu. Không nhớ là chửi gì thôi. Lý ra lúc đó tôi nên từ chối lời mời gọi của anh ta rồi rủ Chung đi uống cùng, có phải tốt hơn không? Ít nhiều gì thì để Chung nghe tôi càm ràm, nói nhảm lúc say vẫn tốt hơn là để cái tên mặt lạnh khó ưa kia nghe. Đang ngồi thẩn thơ, tự kiểm điểm bản thân thì mẹ tôi hỏi, này có đi làm không mà giờ này còn ngồi thơ thẩn trên giường? Dạ, có chứ ạ. Tôi cầm điện thoại lên xem giờ xong thì hết hồn mà lao xuống giường, vội vàng chạy nhanh vào nhà tắm để tắm qua, vệ sinh cá nhân rồi còn thay đồ đi làm. Đến công ty thì bị muộn hẳn 20 phút, vừa đặt cái mông xuống ghế thì cửa phòng làm việc Đình Nam mở ra. Anh ta xuất hiện ngay sau đó cùng cái nhìn không mấy vui vẻ dành cho tôi. Mới đến hả? Vâng, chuyện tối qua, tôi thành thật xin lỗi anh. Tôi cúi đầu, đúng kiểu xin lỗi đầy nhiệt huyết và thành khẩn. Ấy thế mà anh ta lại đáp lại một câu xanh dờn, kiểu không có liên quan mấy đến mạch cảm xúc của tôi ý. Tiền ăn tối qua hết 790.000. Hả? À vâng, tôi sẽ chịu một nửa ạ. Không được, cô phải chịu hết chứ. Dù sao thì hôm qua tôi cũng đã rất vất vả mới cõng cô lên phòng, chưa kể còn bị nôn đầy cả ra áo nữa. Và thế là dù chỉ ngồi uống rượu là chủ yếu mà chả ăn được mấy, thì với những gì mình đã làm nên tôi đành ngậm ngùi gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ trả tiền cho bữa ăn tối qua. Ừ, lát tôi sẽ nhắn số tài khoản cho cô, giờ thì cầm bản hợp đồng này qua đưa cho trưởng phòng kinh doanh. Vậy là coi như vụ say rượu tối qua đã được giải quyết xong. Thái độ Đình Nam với tôi cũng không quá gắt như tôi nghĩ, nên chắc là tối qua tôi không có làm gì quá đáng lắm đâu. Nhìn tôi cầm theo bản hợp đồng rời đi thì Đình Nam mới quay trở về bàn làm việc của mình. Anh nhớ đến tối qua.
Bản thân tình cờ đi qua con đường dẫn vào lối nhà cô nên đã dừng lại ở trước con ngõ nhỏ ấy. Kiểu như đôi khi ta sẽ dừng chân trước một nơi nào đó mà không nhất thiết phải có mục đích cụ thể nào cả. Ai mà ngờ lại trùng hợp gặp được cô đang phóng xe máy như con thiêu thân đi từ trong đó ra. Vì cảm thấy tò mò và có chút hiếu kỳ nên anh đã đi theo. Thấy cô dừng lại trước cửa một nhà hàng, anh cứ nghĩ là cô đi ăn cơ. Nào ngờ đâu vừa vào bên trong chưa được bao lâu thì cô đã đi ra, sắc mặt thất thần cùng đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Anh đi theo cô, cùng cô dừng xe trước đèn đỏ và còn cả chứng kiến luôn được cảnh cô bật khóc nức nở giữa đường. Giây phút đó, anh chỉ biết bất lực ngồi trong xe nhìn cô khóc mà thôi. Chưa từng nghĩ sẽ có chuyện khiến cô ngốc ấy phải khóc to giữa đường như thế. 3 năm trước, khi cả hai còn ở với nhau, anh nói gì cô cũng nghe theo, gọi dạ bảo vâng, tuyệt đối không có cãi lời, cũng như phản nàn bất cứ điều gì. Chắc do cô nghĩ mình đang được bao nuôi nên không có quyền bộc lộ những cảm xúc tiêu cực trước mặt anh mà phải cam chịu, kể cả khi cô rất mệt thì vẫn luôn chịu đựng những ham muốn của anh dành cho cô. Để rồi 3 năm sau, cô vẫn là cô gái giỏi chịu đựng, vẫn chỉ biết giấu kín những tổn thương mình gặp phải để khiến người xung quanh yên tâm về cô. Cô gái ấy đúng là ngốc mà. Nghĩ đến đây, Đỉnh Nam lại tự trách mình vì sao không nhận ra điều đó sớm hơn. Bởi một cô gái ngốc nghếch lương thiện như thế thì làm sao có thể nhẫn tâm uống thuốc phá thai, bỏ đi đứa con của hai người được. Về phía tôi, sau khi đưa bản hợp đồng cho trưởng phòng kinh doanh xong thì nhanh chóng trở về chỗ làm việc của mình. Đến gần giờ nghỉ trưa, như thường lệ, tôi sẽ đặt cơm ở ngoài chứ không có mang cơm đi. Tại tôi lười nấu trước ở nhà lắm thì bất ngờ Hoài Thương lại đến. Nhìn túi đồ cô ấy cầm trên tay, đoán chắc là mang đồ ăn cho Đỉnh Nam. Cô ấy đứng trước mặt tôi, mỉm cười thân thiện nói: "Anh Nam có ở trong đó không?" "Dạ có hạ. Hôm trước hỏi anh Nam thì biết được chúng ta bằng tuổi nhau đấy. Cậu cứ nói chuyện thoải mái với mình thôi nha. Mình tên Hoài Thương, làm việc tự do nên có nhiều thời gian rảnh lắm." "À vâng, mình tên Thi Thi." "Chúng ta làm bạn được không? Nếu cậu thấy cô gái nào có ý đồ tán tỉnh cưa cầm anh Nam của mình thì báo mình biết để mình có biện pháp đối phó." Nhìn vào đôi mắt to tròn có chút ngây thơ thật thà của Hoài Thương mà tôi chỉ biết gượng cười. Không hiểu sao bản thân lại cảm thấy hơi lúng túng trong tình huống này. "Chuyện này thì mình không chắc có giúp được không, tại nó liên quan đến quyền riêng tư của sếp Nam." Hoài Thương bật cười nhìn tôi giải thích: "Mình nói trêu xíu thôi, nhìn cậu khó xử như thế này khiến mình buồn cười quá. Do bạn bè mình đa số đều đi du học với định cư ở nước ngoài nên mình ít bạn ở Việt Nam lắm, gần như là không có luôn ấy. Vậy nên là mình mới có ý kết bạn với cậu." Nói xong, Hoài Thương đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay mà nói: "Đến giờ nghỉ trưa rồi đó, mình mang đồ vào cho anh Nam đã." "Ừ, cậu đi đi." Nhìn theo cô gái trước mặt biến mất dần sau cánh cửa, tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong đầu thoáng nghĩ đến mấy thứ vu vơ rồi lại vội vàng gạt nhanh nó ra khỏi đầu. Tôi hiểu rằng bản thân không có được những suy nghĩ đó, thay vào đấy là luôn nhắc mình phải nhớ đến mục đích thực sự tôi vào làm ở đây là gì. Tối nay thì tôi có lịch đi tiếp khách với Đỉnh Nam nên đã gọi về báo mẹ trước để bà khỏi chờ cơm, rồi mới lên xe đi theo anh ta qua bên nhà hàng. Buổi gặp gỡ trao đổi với bên đối tác diễn ra vô cùng thuận lợi. Sắc mặt Đỉnh Nam cũng rất tốt cho đến khi bước ra khỏi nhà hàng. Anh ta nhìn tôi bằng cái nhìn đầy dò xét. "Gì? Anh nhìn gì?" "Tại sao với tôi thì cô toàn trừng mắt lườm nguyết các kiểu, còn với người khác thì cô đon đả tươi cười gọi dạ bảo vâng thế hả?" "Thì họ là khách mà. Muốn ký được hợp đồng thì phải niềm nở chứ." "Thế tôi là gì của cô?" "Là sếp." "Vậy sếp to hơn hay đối tác làm ăn to hơn?" Tôi nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt mình. Sao tự dưng anh ta toàn hỏi mấy cái linh tinh thế nhỉ? Lý ra vừa ký kết được hợp đồng thì phải vui chứ. "Trả lời đi, tôi đang hỏi cô đó." "Thì ai trả lương cho mình, người đó to hơn, được chưa?" Đỉnh Nam mỉm cười,
khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng với câu trả lời của tôi. Anh ta bước về phía trước, còn tôi thì đi ở sau. Rồi bất ngờ từ đâu, một người đàn ông chạy đến đẩy mạnh tôi ngã ra đất. Đình Nam nghe thấy tiếng hét của tôi thì ngoảnh đầu quay lại. Khi anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một con dao trong tay gã đàn ông kia đâm trực tiếp về phía ngực. Người đó còn định rút dao ra đâm thêm nhát nữa thì bị Đình Nam giơ chân đạp mạnh mà ngã lăn ra đất. Tôi nhìn mọi thứ diễn ra trước mặt và chân tay bủn rủn, hai mắt mở to nhìn con dao cắm trước ngực Đình Nam mà vội đứng dậy tiến về phía anh ta cùng tiếng hét lớn: "Cứu! Có ai ở đây không? Cứu!" Tiếng hét lớn của tôi đã thu hút được mọi người xung quanh đi đến. Kẻ đâm Đình Nam cũng theo đó mà gấp rút lên xe bỏ chạy mất. Còn tôi thì đi đến gần quỳ gối xuống bên cạnh anh. Rõ là bản thân không được khỏe, nhưng vì để trấn an cô gái đang lo lắng run sợ trước mặt mình thì anh vẫn cố mỉm cười một cái và nói với tôi: "Không sao đâu." Tôi lắc đầu, cố gắng lục lọi tìm kiếm điện thoại ở trong túi sách, nhưng mà vì run quá, mọi thứ bất giác không theo ý muốn của tôi nên đành phải nhờ người ở gần đó gọi cấp cứu. Tôi nắm chặt lấy tay Đình Nam, tay anh rất lạnh khiến tôi phải kéo bàn tay ấy đưa lên sát gần miệng mình, cố gắng dùng chút hơi ấm trong miệng phả ra xoa dịu đi sự lạnh giá ấy. Xe cấp cứu đến, ngồi trên xe, tôi vẫn nắm rất chặt bàn tay của Đình Nam. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống má đều bị thu hết vào tầm mắt của anh. Nhưng tôi cũng mặc kệ, bởi tôi của hiện tại chả biết phải làm gì để giúp anh ngoài sự bất lực đến bật khóc như lúc này. Trước lúc được đưa ra khỏi xe cấp cứu, Đình Nam có đưa tay lên chạm nhẹ vào má tôi. Tay anh chạm đến dòng nước mắt trên má tôi mà gạt nó qua một bên, hơi thở yếu ớt nói: "Đừng khóc, tôi sẽ không chết đâu." Dứt lời, bàn tay của anh buông xuống một cách từ từ, cùng nét mặt nhăn nhó vì đau đớn, rồi cứ thế ngất lịm đi. "Đình Nam, Đình Nam à." Cứ như vậy, anh nhanh chóng được đưa ra khỏi xe, tiến thẳng về phòng cấp cứu. Tôi chỉ muốn nói là tôi ghét bệnh viện, ghét phòng cấp cứu, ghét cái cảm giác phải ngồi chờ đợi mòn mỏi ở bên ngoài cánh cửa của căn phòng sinh tử ấy. Tôi bắt đầu cắn móng tay, thay vì ngồi chờ đợi thì bản thân chọn đứng tựa lưng vào bức tường ở đó, miệng lẩm bẩm: "Không sao, không sao đâu, nhất định anh ta sẽ không sao đâu, mày không việc gì phải lo sợ cả, thì à, anh ta nhất định sẽ không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà." Tôi cứ đứng như thế được một lúc thì thấy có tiếng bước chân vội dồn dập của ai đó đang đi về phía mình. Tôi đưa mắt lên nhìn thì thấy chủ tịch bố Đình Nam, bên cạnh còn có một người phụ nữ đi theo. Ông Tân bước đến đứng trước mặt tôi, đôi mắt ông ấy nhìn tôi có chút gì đấy tức giận mà lên tiếng: "Đình Nam đang ở trong phòng cấp cứu hả?" Tôi khẽ gật đầu: "Vâng ạ." "Cô nói đi, đó có chuyện gì xảy ra?" "Dạ, mau nói đi." Thấy được sự mất bình tĩnh của ông Tân, người đàn bà đi cùng ông đến đây liền đi tới gần, một tay nắm lấy khuỷu tay của ông, một tay đưa ra sau lưng ông ấy: "Bình tĩnh đi nào, anh nói to quá cô bé sợ." Tôi cũng lên tiếng ngay sau đó: "Dạ thưa chủ tịch, tối nay tôi với sếp Nam có buổi gặp khách hàng ký kết hợp đồng. Sau khi xong việc, vừa đi ra khỏi nhà hàng chưa lâu thì bất ngờ có người chạy đến dùng dao đâm thẳng về phía sếp Nam." Ông Tần nghe xong thì liền lấy điện thoại từ trong túi quần ra để gọi cho ai đó. Nói chuyện với đầu dây bên kia được đôi ba câu thì ông ấy tắt máy, lặng lẽ đi lại ngồi xuống hàng ghế chờ. Tôi thì đứng im lặng, cúi gằm đầu xuống để suy nghĩ về những điều của riêng mình. Lúc lâu sau, cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, trông thấy bác sĩ đi ra là ông Tân bước đến hỏi bác sĩ ngay: "Bác sĩ, con trai tôi sao rồi ạ?" "Vết thương khá nặng đấy, nhưng may mắn đưa vào viện kịp thời nên hiện giờ đã qua khỏi cơn nguy kịch. Người nhà có thể thở phào yên tâm được rồi." "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm." "Không có gì đâu ạ. Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà." Tôi nghe được những lời này mà mừng rơi nước mắt. Cảm tưởng bao gánh nặng lo toan được gỡ bỏ khiến cho bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo của tôi cũng dần được thả lỏng ra mà buông xuống. Thấy mọi thứ đã ổn, có thêm mấy người nữa đến thăm Đình Nam nên tôi quyết định ra về. Dù sao thì anh ta cũng qua cơn nguy kịch rồi,
tôi ở lại cũng chả giúp được gì, sợ lại vướng tầm nhìn của người khác cũng nên. Bước từng bước rời đi, tôi có cầm điện thoại trong túi xách ra xem thì thấy có mấy tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của mẹ. Do tôi để im lặng nên không nghe được tiếng chuông, thế là vội ấn nút gọi lại cho mẹ luôn. Mới có mấy giây kết nối mà ở đầu bên kia đã có người bắt máy luôn rồi. Thì đấy à, con đang ở đâu, sao giờ còn chưa về? Tôi đưa máy ra trước mặt mình để xem giờ thì chợt nhận ra giờ đã là nửa đêm rồi. Lúc nãy chắc lo lắng quá nên tôi chả thiết tha để ý đến giờ giấc nữa. Vội cầm máy áp sát lên tai để tiếp tục cuộc trò chuyện với mẹ. Dạ, con đang trên đường về rồi đây, mẹ cứ đi ngủ trước đi nha. Hồi nãy có chuyện gì hả con? Sao mẹ gọi mà không thấy con nghe gì cả? Mẹ lo quá, đi đâu về muộn cũng phải nhắn mẹ một câu chứ. Chắc là mẹ đã rất lo cho tôi khi mà muộn rồi vẫn chưa thấy tôi về. Vâng ạ, con xin lỗi mẹ. Mẹ không có ý trách mắng mà chỉ muốn nhắc nhở con thôi, mau về đi. Vâng, con về ngay đây. Kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ, tôi bỏ điện thoại vào túi rồi bắt cho mình một chiếc taxi gần đó để trở về nhà. Về đến nhà, thấy mẹ vẫn còn thức và đang ngồi ở dưới nhà đợi mình, khiến tôi thấy áy náy ghê. Mẹ ơi, con về rồi đây. Ừ, mẹ nhớ mọi lần đi tiếp khách, nếu có về muộn, con đều sẽ nhắn lại cho mẹ. Lần này bận lắm hay sao mà mẹ gọi không thấy nghe máy? Dạ, điện thoại con để chế độ im lặng nên không có biết mẹ gọi đến. Nói ra những lời này thì thấy ánh mắt mẹ tôi nhìn chằm chằm về phía cổ tay áo của mình. Tôi thấy lạ nên hướng mắt nhìn theo thì thấy có vết máu trên đó. Tay con bị sao thế kia? Vết đỏ nhìn như vết máu thì phải. Dạ, à cái này là sốt tương cà chua mẹ ạ. Lúc ăn con sơ ý để dính ra áo. Thấy mẹ vẫn còn chưa tin lắm, tôi đành giả bộ ngáp ngủ một cái thật to. Con buồn ngủ quá rồi, con về phòng trước đây, mẹ tắt điện dưới nhà rồi đi ngủ sớm đi nha. Tôi cầm theo túi sách mà đi nhanh về phía cầu thang. Đi vào phòng khóa trái cửa xong thì tôi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, đặt túi sách lên bàn mà nằm lăn ra giường. Quả này có nhiều chuyện xảy ra quá, đầu óc tôi cứ luôn ở trạng thái căng thẳng đến mức muốn nổ tung ra. Đúng thật là một ngày dài mệt mỏi và khó quên. Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy với chút uể oải mệt mỏi trong người. Đưa tay chạm lên trán thì thấy khá nóng, cảm giác trong người không được khỏe. Nên ăn sáng xong là tôi uống thêm viên thuốc cảm rồi mới yên tâm đi làm. Ở công ty, nghe được tin Đình Nam đã tỉnh nên tôi cũng mừng lắm mà chưa có vào thăm được. Chắc để tối xong việc trên công ty rồi ghé qua thăm một lúc cũng được. Tôi bận bịu cả ngày là vậy. Ấy thế mà tối đó, có người vừa nhìn thấy tôi vào thăm thì tỏ ra rừng rưng ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt không chút cảm xúc cất lời. Vào đây làm gì? Tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy không có ai, liền thoải mái ngồi xuống chiếc ghế ở gần giường bệnh, nhìn Đình Nam mà cau mày. Vào thăm anh chứ còn làm gì? Nhìn anh khỏe mạnh như này thì chắc tôi yên tâm về được rồi. Tôi đứng lên tính trêu anh ta một xíu, mà ai ngờ khi tôi vừa quay người đi thì Đình Nam khẽ kêu lên một tiếng. Tôi quay lại nhìn thì thấy anh ta đang dùng tay đặt lên chỗ vết thương trước ngực, mặt nhăn nhó như muốn ám chỉ chỗ vết thương ấy đang rất đau. Chứng kiến cảnh này, tôi hoảng hốt ngồi xuống giường bệnh ngay cạnh chỗ anh ta, lo lắng hỏi: anh bị sao vậy? Chỗ đó đau lắm hả? Để tôi đi gọi bác sĩ đến xem sao nha. Lời vừa dứt thì có tiếng phụt từ miệng Đình Nam phát ra. Cố nhịn cười không thành nên anh ta chọn cách nhìn tôi với một nụ cười đắc ý và đầy khoái chí. Lừa cô đấy, thế mà cũng tin. Rõ là tôi chủ ý trêu anh ta trước, nhưng giờ bị trêu ngược lại khiến bản thân thấy rất bức xúc mà đứng lên. Lần này quyết tâm không có trêu nữa mà rời đi thật luôn. Ai mà ngờ, cái khoảnh khắc tôi quay người rời đi thì nơi bàn tay phải lại bị một bàn tay khác nắm chặt lại. Tôi bị cái nắm tay đó làm cho giật mình. Tuy đã định thần lại và có ý giật mạnh tay ra, nhưng sợ ảnh hưởng đến vết thương của anh ta nên lại thôi. Cũng chính lúc ấy, Đình Nam bỗng kéo mạnh một cái khiến tôi ngồi lại xuống giường. Cơ thể còn có chút nghiêng nghiêng một góc 45 độ như sắp ngã nhào về phía anh ta. Một tay tôi để gần hông bên trái Đình Nam, tay còn lại thì bị anh ta kéo qua bên hông phải.
Trong cái tư thế có phần vồ vập này, tôi ngẩng đầu mình lên thì vô tình chạm phải ánh nhìn của Đình Nam đang cúi xuống nhìn mình. Nó thật sự rất gần, gần đến mức mà cảm nhận được rõ hơi thở của đối phương đang phả vào mặt mình. Hai má tôi bắt đầu nóng. Trong suy nghĩ thì rất muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó ở cự ly gần như thế này khiến tôi như kẻ bị thôi miên mà đứng hình tại chỗ. Tôi còn nhìn ra được việc Đình Nam đang gần tiến sát lại tôi hơn, kiểu như mũi sắp chạm mũi và môi sắp chạm môi, thì bất ngờ từ cửa phòng bệnh truyền đến giọng của Hoài Thương. Anh Nam ơi, em đến thăm anh rồi nè. Em có xin bác Tân tối nay cho ở lại đây chăm sóc anh rồi cơ. Nghe câu này xong thì tôi vội vàng đứng bật dậy một cách nhanh chóng, hai má nóng ran cùng chút ngượng ngùng chứ không có được bình thản, đưa tay chạm nhẹ lên môi cùng nụ cười nhếch mép như ai kia. Chắc là hình ảnh khi nãy đã bị Hoài Thương thấy nên cô ấy có hỏi: Hai người vừa làm gì thế ạ? Khi tôi còn đang lúng túng chưa biết phải trả lời sao thì phía Đình Nam đã lên tiếng. À, mắt phải của anh thấy hơi khó chịu như có thứ gì đó bay vào nên nhờ cô ấy xem giúp. Dạ là thế, vậy mà em cứ tưởng. Hoài Thương bước đến ngồi vào vị trí tôi vừa ngồi trên giường mà nói: đưa đây, em xem giúp cho. Hoài Thương có hơi nghiêng người qua phía Đình Nam, chỉ tiếc là chưa kịp làm gì đã bị anh ta ngăn lại. Không cần nữa đâu, mắt anh bình thường lại rồi. Dạ vâng, à mà tối nay em sẽ ở lại đây chăm sóc anh đó. Nếu cần gì anh cứ báo với em nha. Em cũng mang chút đồ cá nhân qua đây rồi, dự là sẽ ở đây đến lúc anh ra viện luôn. Cảm thấy mình đã đến lúc phải rời khỏi đây nên tôi chủ động đeo túi sách lên vai, vui vẻ mỉm cười nhìn hai người họ rồi bảo có chút việc cần về trước. Hoài Thương chủ động đứng lên tiễn tôi ra đến cửa phòng bệnh luôn. Chào tạm biệt tôi xong thì cô ấy nói: cảm ơn cậu đã đến thăm anh Nam. Không có gì đâu, đó là sếp của tôi mà. Ừ, cậu về cẩn thận nhé. Tôi gật đầu rồi cứ thế bước đi. Những bước đi có phần nặng nhọc, miệng tôi vô thức mỉm cười một cách đầy chua chát, như kiểu tôi vừa nhận ra một sự thật rất đau lòng thì phải. Ngày ở viện thứ hai của Đình Nam, tôi đến công ty thì biết tin đã bắt được kẻ dùng dao đâm Đình Nam. Thấy bảo kẻ đó là giám đốc cũ của một công ty sắp phá sản, vừa được tập đoàn Tân Hoàng mua lại vào tuần trước. Do trước đó từng bị Đình Nam từ chối hợp tác, cùng do nhận thấy tình hình công ty không ổn, khiến cho bên đó ghim hận, hắn ta đã rình mò nhiều ngày rồi mới đi đến quyết định ra tay. Thế mới thấy được là khi mất tất cả thì con người ta có thể mặc kệ tất cả, bất chấp đúng sai thế nào, để làm ra những điều điên khủng, miễn sao thỏa mãn được ngọn lửa hận thù trong họ. Về phía sức khỏe của Đình Nam, anh ta hồi phục khá là nhanh chóng. Mới có ngày thứ hai sau mổ đã kêu tôi mang laptop cùng những giấy tờ cần phải giải quyết qua bệnh viện cho anh ta. Giờ thì hiểu tại sao những gia đình đó mãi mãi có tên trong hộ giàu rồi đấy. Tại bởi họ có những đứa con đam mê công việc đến mức có thể làm việc bất chấp mọi hoàn cảnh. Để làm việc thì hỏi sao mà không duy trì sự giàu có được chứ. Này vào viện thì tôi gặp chị Thúy cùng bé Mina vào thăm Đình Nam. Nghe bảo là con bé trốn học, cứ bắt mẹ dẫn vào thăm bố Nam bằng được thì thôi. Còn Hoài Thương thì có việc bận nên đã rời đi vài phút trước. Trước kia tôi cứ nghĩ chị Thúy có tình cảm với Đình Nam cơ. Nay nghe chị ấy trêu anh ta, tôi lại có suy nghĩ khác. Cụ thể là chị ấy bảo với Đình Nam: em thấy cái cô bé Hoài Thương nhìn cũng được đó anh ạ. Anh xem xét thế nào rồi kết hôn sớm đi, chứ cũng không trẻ trung gì nữa đâu. Mina dạo này đang thích có em để chơi cùng mình rồi đấy. Bé Mina nghe mẹ nhắc đến em chơi cùng liền bảo: con muốn có em gái chơi cùng ạ. Đình Nam cười, anh đưa mắt nhìn xuống bé Mina đang ngồi trước mặt mình mà vuốt nhẹ má con một cái, sau đó thì lại liếc nhìn qua tôi một cách đầy chớp nhoáng rồi bâng quơ đáp lời: ờ, sớm muộn thì cũng phải lấy vợ thôi, chỉ là chưa biết lấy cô nào. Mà nếu Mina thích có em quá thì em tính sao? Có định đi bước nữa không? Anh hỏi thật đấy. Thằng Vinh mất cũng một thời gian rồi, em không thể ôm khư khư mãi những kỷ niệm về cậu ấy được. Nói đến đây,
thì sắc mặt tươi rạng rỡ của chị Thúy dần biến mất, thay vào đó là sự ngưng đọng nơi cảm xúc, khiến cho nét bi sầu dần hiện hữu trên khuôn mặt ấy. Thứ chuyển đổi cảm xúc ấy diễn ra khá nhanh rồi biến mất cùng nụ cười không chút giả trân. Chị Thúy nói: "Em cũng muốn thế lắm mà tìm mãi chưa gặp được người mang lại cảm giác an toàn cho em giống như anh ấy." Đình Nam thở dài, đưa tay xoa xoa đầu cô gái trước mặt mình. "Đồ ngốc, tại em không chịu mở lòng nên mới thế đó." Tôi ngồi ở bên nhìn cảnh này mà thấy ấm lòng trước tình cảm của họ ghê. Tức tình cảm của một người anh trai dành cho cô em gái là điều mà tôi cảm nhận được rõ nét nhất lúc này. Đột nhiên bé Mina kêu muốn đi vệ sinh nên chị Thúy bế con bé xuống giường rồi dẫn vào nhà vệ sinh gần đó. Giờ chỉ còn lại tôi và Đình Nam. Tôi định hỏi anh ta xem có cần mình giúp gì không để còn về lại công ty, thì Đình Nam lên tiếng hỏi tôi: "Cô biết ước mơ của tôi là gì không?" Tôi lắc đầu trước câu hỏi đầy lạ lùng này của Đình Nam. Tôi từng có suy nghĩ muốn trở thành người kế nghiệp bố, muốn được làm chủ tịch đứng đầu tập đoàn lớn để cho người khác luôn phải nhìn tôi bằng sự kính sợ, nhất là những người từng đối xử tệ với mình. Vậy còn hiện tại thì sao? Anh vẫn còn ước mơ đó chứ? Không, đã từ lâu tôi không còn suy nghĩ đó trong đầu tôi nữa. Tôi của hiện tại và sau này chỉ muốn có một gia đình nhỏ, có vợ và những đứa con xinh xắn đáng yêu ở bên cạnh. Ước mơ ấy nghe thật giản đơn bình dị, nhưng sao trong giọng nói ấy lại như đang nói ra điều gì đó quá xa vời vậy ta? Chẳng phải là chỉ cần kết hôn với một cô gái mà anh ta yêu là được rồi sao? Dù bình thường anh ta hay cộc cằn khó tính, nhưng tôi có niềm tin ở anh ta là sẽ người chồng tốt để một cô gái may mắn nào đó lấy được anh. Tôi bảo với Đình Nam: "Nhìn cách anh chăm lo cho Mina thì tôi đoán được sau này anh nhất định sẽ là một ông bố ấm áp, nhất mực yêu thương con cái." Đúng vậy, tôi coi con bé như con ruột của mình, lâu lâu sẽ tự hỏi bản thân, nếu đứa con năm đó của chúng ta còn sống thì chắc giờ đã có thể lẽo đẽo chạy theo sau mà gọi Mina: chị ơi, được rồi." Tôi cứ nghĩ là chỉ có mình hay nhớ về con mà thôi. Hóa ra Đình Nam cũng vậy, anh vẫn luôn nghĩ về con của hai đứa một cách thầm lặng như thế. Tự dưng tôi thấy sống mũi mình cay cay, hai mắt long lanh thứ chất lỏng trực trào chảy xuống má. Cũng vào lúc đó thì bé Mina và chị Thúy đi từ trong nhà vệ sinh ra. Thấy họ, tôi liền ngửa cổ lên một xíu mà chớp chớp mắt liên tục để ngăn cho nước mắt không chảy ra ngoài, kết hợp với hít thở sâu bình ổn lại cảm xúc. Ở lại bệnh viện thêm một lát thì tôi đứng lên xin phép trở về công ty để làm nốt công việc còn dang dở. Tối tàn làm thì tôi có ghé qua tiệm trà sữa của Trung chơi. Thấy chủ quán kể là mới ra vị trà sữa mới nên muốn tôi qua uống thử xem thế nào. Đi từ cửa vào đã thấy rất nhiều shipper chờ lấy trà sữa. Khách ngồi trong quán cũng khá đông đủ để thấy bạn tôi bán buôn tốt thế nào rồi đấy. Lúc này Trung đang đứng trao đổi công việc với bạn Thu Ngân. Thấy tôi đi vào, cậu ấy liền mỉm cười hỏi: "Đến rồi hả?" "Ừ, vừa xong việc của công ty là qua đây luôn đấy." "Ngồi ghế đợi mình chút nha, đang bận xíu." "Ok." Đợi tầm 15 phút thì Trung cũng xong việc. Cậu ấy đi ra ngồi xuống ghế đối diện tôi, nét mặt tươi tắn đúng chuẩn ông chủ quán trà sữa. "Xin lỗi vì để cậu chờ lâu." "Không sao, lát cho tôi một cốc trà sữa size L, nhiều topping thêm một phần bánh kem dâu miễn phí là được." "Đơn giản, cậu muốn uống bao nhiêu trà được? Hồi chiều mình mới ghé bệnh viện thăm anh Nam." Trông thấy anh ấy hồi phục khá nhanh nên cũng yên tâm. "Ừ, chắc là ít hôm nữa sẽ được ra viện thôi. Mà cậu bảo có vị trà sữa mới cơ mà, đầu cho mình thử đi. Muốn vào pha chế cùng không? Có gì không biết tôi sẽ chỉ." "Thật hả? Vậy thì vào việc luôn thôi, mà nói trước là tôi hậu đậu lắm đó nha." "Yên tâm đi, tôi sẽ đứng giám sát bên cạnh mà." Và thế là sau một hồi lâu đứng trong quầy pha chế thì tôi cũng được cốc trà sữa mình vừa góp phần nhỏ công sức trong đó đưa lên miệng uống. Thấy tôi uống một hộp rồi hai hộp mà vẫn chưa đưa ra ý kiến gì, Trung liền hỏi: "Sao, cậu thấy vị này thế nào, ổn không?" "Ừ, ngon đấy. Ra bàn ngồi đi, để mình đi lấy bánh cho cậu." "Ừ,
mình biết rồi. Tôi mang cốc trà sữa đi ra chiếc bàn còn trống trước mặt, ngồi xuống đợi cho Trung đi đến, thì tôi có bảo cậu ấy, này, kiếm gì ăn tối đi, mình đang thèm gà rán với cơm trộn Hàn Quốc. Không về ăn cơm mẹ nấu hả? Lâu lâu cũng phải đổi gió tí chứ. Với lại, lúc qua đây mình có gọi bảo mẹ là không ăn cơm ở nhà rồi, tính rủ cậu đi ăn gì đó. Thế cũng được, để mình đặt họ ship đến đây cho. Không cần đâu, mình đang đặt đây rồi. Vậy thì nhớ đặt mình cơm trộn thịt bò nha. Ok, 20 phút sau. Cầm miếng đùi gà rán trên tay, chấm thêm chút sốt cay kia nữa, rồi từ từ đưa vào miệng, cắn một miếng giòn rụm, nghe vừa đã cái lỗ tai, vừa kích thích vị giác, khiến cho bản thân thấy ăn ngon miệng hơn. Tôi vừa nhai miếng gà trong miệng, vừa tấm tắc khen với Trung. Ngon nha, gà rán ở quán này đúng là chưa bao giờ làm mình thất vọng. Cơm trộn cũng ngon lắm đấy. Đâu, đưa mình thử miếng. Được Trung đút cho miếng cơm là tôi phải cắn ngay miếng gà để ăn cùng. Cảm giác hai món ngon cộng hưởng lại trong miệng mình đúng là rất tuyệt.